Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi trực tiếp bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 19 tháng 9 hôm nay, lãnh đạo của các đảng thực hiện chiến dịch thúc đẩy cuối cùng trước ngày bầu cử. Thủ tướng Trudeau cảnh báo người dân Canada không nên chia rẽ phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang rất sát sao. Ông O'Toole không cho biết có bao nhiêu ứng cử viên đảng bảo thủ đã tiêm vaccine COVID-19 các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Biden dỡ bỏ việc đóng cửa biên giới với Canada. Các biến thể của coronavirus đang tiến hóa để di chuyển giỏi hơn trong không khí, làm tăng nguy cơ lây truyền, theo nghiên cứu mới cho thấy. Các công đoàn nhân viên y tế ở Alberta kêu gọi Thủ hiến Kenny yêu cầu quân đội giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng làn sóng thứ tư COVID-19 ở tỉnh này liệu vắc xin COVID-19 thứ ba bắt đầu được tiêm chủng cho những người suy giảm miễn dịch ở tỉnh BC. Vắc xin Pfizer, Moderna và AstraZeneca có tên mới. Toàn bộ một khu vực dành cho trường học ở tỉnh BC phải khóa cửa sau khi những người biểu tình phản đối vắc xin đi vào ba trường học. Các nhà khoa học đang nghiên cứu xem liệu có thể trồng và ăn được vaccine mRNA hay không. Và trong bản tin thế giới, một cặp vợ chồng ở California đã chết vì Covid-19 cách nhau 2 tuần, để lại 5 đứa con nhỏ mồ côi, trong đó có một đứa trẻ sơ sinh. Bắt giữ 1.400 người ở châu Á và châu Âu trong một hoạt động do Interpol đứng đầu nhằm chống lại cá cược bóng đá bất hợp pháp. Điện Capitol của Hoa Kỳ có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát khi đám đông nhỏ ủng hộ cựu Tổng thống Trump biểu tình ở DC. Đặc phái viên của Pháp cho biết Úc đã phạm sai lầm lớn khi hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm với quốc gia này. Việt Nam phê duyệt vaccine Abdala của Cuba Hoàng Anh Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn. Đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới tổng hợp vào cuối tuần cùng một số tin tức giải trí do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi xin được thông báo, sắp tới kênh Culture Channel sẽ có sự trở lại của bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi là bác sĩ gia đình với trên 30 năm trong nghề tại Canada, sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của quý khán giả về vaccine COVID-19 cũng như các câu hỏi về sức khỏe. Kính mời quý vị gửi câu hỏi của mình ở phần comment phản hồi bên dưới bản tin. Xin cảm ơn quý vị. Ngay sau đây mời các bạn theo dõi bản tin chi tiết và Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin với phần tin trong nước. lãnh đạo của các đảng thực hiện chiến dịch thúc đẩy cuối cùng trước ngày bầu cử sẽ không có sự thả lỏng nào vào ngày hôm nay vì các nhà lãnh đạo của các đảng chính đang đếm ngừng những giờ phút còn lại cho cuộc bầu cử liên bang vào ngày thứ hai lãnh đạo của đảng tự do thủ tướng justin trudeau lên kế hoạch dừng ở aurora ontario ngay phía bắc thành phố toronto trong thứ bảy Lãnh đạo của đảng bảo thủ ông Erin O'Toole cũng vận động tranh cử ở Ontario với một thông báo được lên kế hoạch vào sáng thứ Bảy tại Dundas, Ontario, sau đó là một cuộc gặp gỡ vào tối thứ Bảy tại Kitchener, Ontario. Ông Jack Min Singh đang đi về phía Tây bắt đầu từ sáng thứ Bảy với một điểm dừng ở Saskatoon trước khi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo và thanh niên bản địa ở Penn, Saskatoon vào chiều thứ Bảy. Nhà lãnh đạo đảng NDP tiếp tục cuộc hành trình về phía Tây để gặp gỡ vào tối thứ Bảy với các nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Edmonton, những người đang bên bờ vực bị choáng ngợp bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 đang leo thang ở Alberta. Hôm thứ Sáu, lãnh đạo của các đảng liên bang đã đưa ra lời kêu gọi các cử tri để bỏ phiếu, mặc dù họ đã tranh luận về việc liệu một cuộc bầu cử giữa đại dịch có cần thiết hay không. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng tự do của ông Trudeau và đảng bảo thủ của ông O'Toole đang ở trong cuộc đua ngang ngửa và sẽ không có khả năng đạt được sự ủy nhiệm đa số trong ngày bầu cử vào ngày thứ hai tới đây. Thủ tướng Trudeau cảnh báo người dân Canada không nên chia rẽ phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang sát sao. Với cuộc tranh cử ở Canada đang diễn ra sôi nổi trước cuộc bỏ phiếu cẩn kê vào ngày mai thứ hai ngày 20 tháng 9, lãnh đạo của đảng tự do Thủ tướng Justin Trudeau và đối thủ của ông là đảng bảo thủ đã kêu gọi những người ủng hộ hãy giữ nguyên quan điểm và tránh chia rẽ cuộc bỏ phiếu có thể khiến cho đối thủ của họ giành chiến thắng. Cả hai nhà lãnh đạo này đã vận động tranh cử ở cùng một khu vực mà có nhiều ghế bầu cử đó là thành phố Toronto trong ngày thứ Bảy khi họ cố gắng chống lại sự đào tạo của các cử tri đến các đảng như là Tân Dân Chủ, NDP hay là đảng Dân Túy của Canada, PPC cả hai đảng này đều có dấu hiệu cho thấy sự gia tăng về sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò. Một cuộc thăm dò mới nhất của Sondage Ligi được thực hiện cho các tờ báo Journal de Montreal và National Post đã đưa ra kết quả và cho thấy đảng bảo thủ đi trước đảng tự do của Thủ tướng Trudeau một điểm phần trăm, với 33% so với 32%. Đảng Tân Dân Chủ NDP ở mức 19%, trong khi PPP ở mức 6%. Thủ tướng Trudeau, 49 tuổi, đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm để tìm cách chuyển sự ủng hộ cho việc xử lý đại dịch của chính phủ ông thành đa số ghế trong nghị viện. Nhưng hiện nay ông đang cố gắng cứu lấy công việc của mình khi người dân Canada đặt câu hỏi về sự cần thiết của một cuộc bầu cử sớm trong bối cảnh một làn sóng đại dịch thứ tư. Bất chấp những gì NDP muốn nói, sự lựa chọn là giữa một chính phủ bảo thủ hoặc là tự do ngay bây giờ, Trudeau nói ở Aurora, Ontario và nó thực sự tạo ra sự khác biệt cho người dân canada dù chúng ta có hay không có một chính phủ cấp tiến thủ tướng trudeau đã dành hai trong ba ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử ở ontario nơi các cuộc thăm dò cho thấy ndp có thể giành thêm được ghế hoặc chia rẽ các phiếu bầu từ đảng bảo thủ một cuộc chạy đua chặt chẽ có thể dẫn tới một chính phủ thiểu số khác với NDP do Jack Smith sinh lãnh đạo đóng một vai trò chi phối ảnh hưởng đến kết quả. Kết quả cũng tập trung vào số cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp trong lịch sử ủng hộ đảng bảo thủ. Với các cuộc thăm dò cho thấy, chính phủ thiểu số tự do có thể là kết quả khả dĩ vào thứ hai. Ông Trudeau đã bị thúc ép trả lời về việc liệu đây có thể là một cuộc bầu cử cuối cùng của ông hay không. Ông trả lời, vẫn còn rất nhiều việc phải làm và tôi vẫn chưa hoàn thành nếu các cử tri đi bầu cho thủ tướng Trudeau trong những kỳ thứ ba thì mọi thứ họ không thích về ông sẽ trở nên tồi tệ hơn nhà lãnh đạo của đảng bảo thủ o O'Toole nói với những người ủng hộ hôm thứ bảy nói rằng đảng của ông là lựa chọn duy nhất cho bất kỳ ai không hài lòng với đảng tự do ông O'Toole nói nhắm vào những người đảng dân túy ppc Mặt khác, đảng PPC đã biến sự giận dữ chống lại vaccine bắt buộc thành sự ủng hộ đáng ngạc nhiên và có thể rút phiếu bầu cử từ đảng bảo thủ trong các cuộc đua cấp quận đang sát sao mà có thể giúp cho đảng tự do giành chiến thắng. Vào thứ Bảy, đảng tự do thông báo sẽ loại bỏ một ứng cử viên vì bị cáo buộc về tấn công tình dục vào năm 2019 mà đảng không hay biết. Đó là trường hợp của ông Kevin Vương, một người hải quân dự bị đang tranh cử tại một ghế mở của đảng tự do ở trung tâm thành phố Toronto. Kevin đã bác bỏ các cáo buộc này vào ngày thứ Sáu và cho biết cáo buộc đã được rút lại. Tuy nhiên, trong một tuyên bố của đảng tự do hôm thứ Bảy cho hay, ông Vương sẽ không còn là ứng cử viên của đảng tự do nữa và nếu được bầu, ông ấy sẽ không là thành viên của cuộc họp kín của đảng tự do. Vào đầu tháng này, một thành viên khác của đảng tự do đó là Rasani cũng đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình trong bối cảnh bị cáo buộc có hành vi không phù hợp đối với nhân viên nữ. Ông Erin O'Toole, 48 tuổi, đã vận động tại quận Sydney vào ngày thứ Bảy, là một trong ba khu vực của đảng tự do mà ông hy vọng sẽ chuyển hướng theo con đường của mình. Trước đó trong ngày, ông đã xuất hiện trong một khu vực của đảng bảo thủ ở phía Tây Toronto, nơi đã được chiến đấu chặt chẽ trong cuộc bầu cử năm 2019. Một nghị viên của khu vực này không tái tranh cử vì đã bị chỉ trích vào mùa xuân năm ngoái khi phát biểu rằng khóa cửa do Covid-19 là vi phạm lớn nhất đối với quyền tự do dân sự của chúng tôi kể từ khi các trại giam giữ trong Thế chiến thứ hai. Ông O'Toole từng là người có chủ trương tiêm chủng cho 90% người dân Canada nhưng đã từ chối cho biết ai trong số các ứng cử viên của đảng bảo thủ đã được tiêm chủng. trong những giờ và phút còn lại trong chiến dịch trước cuộc bầu cử liên bang vào ngày thứ Hai. Thủ tướng Justin Trudeau đang quảng cáo tầm quan trọng của việc tiêm phòng, trong khi ông Chapman sinh của NDP đang chỉ trích nhà lãnh đạo của đảng tự do đã không thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc nghỉ bệnh có lương và giấy chứng nhận tiêm chủng. Trong khi đó, lãnh đạo của đảng bảo thủ Erin O'Toole khẳng định rằng đảng của ông đang thực hiện một chiến dịch an toàn. Ông cho biết ông muốn tiêm chủng cho 90% người dân Canada, Thế nhưng ông đã từ chối cho biết ai trong số các ứng cử viên của đảng bảo thủ đã được tiêm chủng phòng chống COVID-19. Ông O'Toole đã nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Trudeau đã kêu gọi một cuộc bầu cử trong thời kỳ đại dịch. Hướng tới sự phục hồi, ông xin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm mọi người không phải đi làm khi bị bệnh. Điều này khiến cho các tập đoàn lớn phải trả phần chia sẻ của họ và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn an toàn cho người cao niên. Những người trong đảng Bảo thủ lo ngại rằng sự thất vọng ngày càng gia tăng với các chính đảng sẽ dẫn tới sự chia rẽ trong cuộc bỏ phiếu giữa Đảng Bảo thủ và Đảng Nhân dân Canada. Dưới sự lãnh đạo của cựu đảng Bảo thủ MP Maxime Bernier. Trong khi đó, ông Singh bước vào cuối tuần với sự ủng hộ từ một nhân vật chính trị lớn của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã gửi sự ủng hộ đến nhà lãnh đạo NDP liên bang vào ngày thứ Sáu. Ông viết trên Twitter rằng Canada đi bỏ phiếu vào ngày thứ hai, có một đảng đã đứng lên ủng hộ những người lao động trong đại dịch, một nhà lãnh đạo có can đảm khiến cho những người giàu có phải trả phần công bằng của họ để mọi người nhận được y tế mà họ cần. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ NDP và Chamings. Sự chứng thực của ông Sender theo sau những lời ủng hộ tương tự từ cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và ứng cử viên của Đảng Dân chủ năm 2016 bà Hillary Clinton cả hai đều đã thuyết để bày tỏ sự tán thành của họ đối với nhà lãnh đạo tự do Thủ tướng Justin Trudeau. Chúc bạn tôi Justin Trudeau những điều tốt đẹp nhất trong cuộc bầu cử sắp tới của Canada, Obama viết vào hôm thứ Năm. Justin là một nhà lãnh đạo hiệu quả và có tiếng nói mạnh mẽ cho các giá trị, dân chủ và tôi tự hào về công việc mà chúng tôi đã cùng nhau làm. Vào năm 2019, Obama cho biết ông tự hào khi được làm việc với Justin Trudeau trên cương vị tổng thống bà clinton trong khi đó đã viết tôi đã thấy người bạn justin trudeau của tôi thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến tranh danh quyền chăm sóc trẻ em dễ tiếp cận quyền sinh sản được bảo vệ và hành động vì khí hậu đầy tham vọng tôi chúc anh ấy và những người láng giềng canada của chúng ta đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc bầu cử hôm thứ hai bà clinton kết thúc đoạn viết Vấn đề về sự lựa chọn cá nhân xung quanh việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tiếp tục khiến nhà lãnh đạo đảng bảo thủ của Canada là ông Erin O'Toole đau đầu hôm thứ Bảy khi ông dành cả ngày để tranh giành phiếu bầu ở Ontario, nơi có nhiều ghế, là một chiến trường quan trọng cho bất kỳ chiến thắng bầu cử nào có thể xảy ra. Khi ông Erin O'Toole chuyển trọng tâm từ việc đưa ra chính sách hứa hẹn đến cổ vũ các tình nguyện viên đi bỏ phiếu cho ngày bầu cử vào thứ Hai ông phải đối mặt với những câu hỏi mới về quyết định không yêu cầu các ứng cử viên của mình phải được tiêm chủng. Ông đã không trả lời các câu hỏi về việc ông có biết bao nhiêu trong số 336 ứng cử viên của đảng ông đã nhận được vaccine hay không. Ông nói tại một cuộc vận động nhỏ ở thành phố Hamilton, chúng tôi có một quy tắc rằng tất cả những người vận động cho chúng tôi, những ứng cử viên, những người đi đến từng nhà, phải sử dụng vaccine và nếu ai đó chưa được tiêm chủng đầy đủ, họ phải sử dụng xét nghiệm nhanh hàng ngày và tuân theo tất cả các hướng dẫn y tế công cộng trong các tỉnh mà họ đang ở. Chúng tôi đã nói điều này ngay từ đầu chiến dịch và đây là điều thú vị, chúng tôi đã theo sát nó. Vấn đề này là vấn đề đã khiến nhà lãnh đạo Erin O'Toole phải lo lắng trong suốt chiến dịch, phần lớn là do Đảng Tự do đã sử dụng nó làm cơ sở cho nhiều cuộc tấn công ông O'Toole là một ngoại lệ trong số các lãnh đạo đảng chính vì không yêu cầu các ứng cử viên phải được chủng ngừa đầy đủ hai liều vaccine trước khi bắt đầu chiến dịch. Trọng tâm của vấn đề là niềm tin của đảng vào quyền tự do cá nhân và quan điểm quảng cáo vaccine mà vẫn tôn trọng sự lựa chọn của những người không muốn tiêm chủng. Ông Othu tự mình đã được tiêm chủng và đã cam kết bổ nhiệm một bộ trưởng y tế mà đã được tiêm chủng đầy đủ phòng COVID-19 nhưng ông đã không nói vào thứ bảy liệu ông sẽ yêu cầu các ứng cử viên của mình về tình trạng chủng ngừa của họ hay không hay cách ông sẽ xác nhận ai đã chủng ngừa hay chưa. Chúng tôi cần khuyến khích càng nhiều người dân Canada tiêm chủng càng tốt, ông O'Toole nói. Chúng tôi sẽ không làm điều đó bằng cách chèn ép mọi người như ông Trudeau luôn chia rẽ mọi người, sử dụng ngay cả một cuộc khủng hoảng sức khỏe cho lợi ích của mình. Tướng về hưu là ông Rick Hillier, người trước đây từng là tham mưu trưởng quốc phòng cho lực lượng quân đội Canada và lãnh đạo đợt triển khai tiêm chủng của tỉnh Ontario cho đến mùa xuân, nhắc lại rằng mọi người nên tiêm phòng khi ông ủng hộ cho ông O'Toole tại một chiến dịch tranh cử ở thành phố Kitchener. Tướng Hillier cho biết ông đã biết đến ông O'Toole trong 15 năm và tin rằng tất cả các ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang nên được tiêm chủng. Ông Erin O'Toole bắt đầu ngày vận động áp chót của mình tại một chợ nông sản mà không vào bên trong để tận dụng một trong những cơ hội cuối cùng để gặp gỡ các cử tri tiềm năng. Quyết định đó phản ánh chiến lược chiến dịch tổng thể của đảng bảo thủ vốn dựa nhiều hơn vào ông O'Toole trả lời các câu hỏi của mọi người trực tuyến trong một phòng thu phát sóng ở trung tâm thành phố Ottawa thay vì gặp gỡ trong cộng đồng địa phương. Phát biểu tại một điểm dừng gần Hamilton, ông O'Toole cho biết mình đã gặp thêm hàng ngàn người theo cách này và thực hiện một chiến dịch an toàn hơn nỗ lực của đảng tự do. Nhà lãnh đạo Justin Trudeau đã xuất hiện trong các phòng đông đúc và tại bệnh viện. Ông Othu cũng đã nhận được sự ủng hộ vào thứ Bảy từ phó đô đốc đã nghỉ hưu là ông Mark Norman, người là trung tâm của một cuộc truy tố thất bại của chính phủ đảng tự do trong một vụ án chính trị nóng bỏng mà đã kết thúc sự nghiệp quân sự của ông. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ việc đóng cửa biên giới với Canada. Mới đây, thì bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ các hạn chế đã ngăn cản việc đi lại của người dân Canada qua biên giới phía Bắc Hoa Kỳ kể từ tháng 3 năm 2020. Các thượng nghị sĩ là Jean Shahin và Maki Hassan ở New Hampshire, John Tester ở Montana và Angus King của Maine đã yêu cầu ông Biden cho phép người dân Canada mà đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 được phép đến Hoa Kỳ trước tháng 10. Các thượng nghị sĩ cho biết trong một bức thư, những hạn chế đã dẫn đến căng thẳng về kinh tế và tình cảm trong cộng đồng của chúng ta. Một kế hoạch với một số gợi ý về thời điểm mà chính quyền của ông cảm thấy thoải mái khi dỡ bỏ các hạn chế biên giới dựa trên dữ liệu y tế công cộng sẽ cung cấp sự rõ ràng cho các doanh nghiệp và gia đình ở dọc theo biên giới phía Bắc. Các thượng nghị sĩ cho biết, họ cũng lưu ý rằng người dân Canada hiện có thể bay đến Hoa Kỳ. White House, Nhà Trắng không đưa ra bình luận ngay lập tức, nhưng điều phối viên của bộ phận phản ứng với coronavirus là ông Jeff Jien, cho biết rằng với biến thể Delta của coronavirus, chúng tôi sẽ duy trì các hạn chế đi lại hiện có tại thời điểm này. Các quan chức Hoa Kỳ và giám đốc điều hành ngành du lịch cho biết, Nhà Trắng sẽ gia hạn các hạn chế trước khi bản gia hạn mới nhất hết hạn vào ngày 21 tháng 9. Vào tháng 8, thì Hoa Kỳ một lần nữa đã gia hạn các hạn chế đóng cửa biên giới đất liền với Canada và Mexico đối với các hoạt động không thiết yếu như là du lịch, bất chấp quyết định của Ottawa mở cửa biên giới cho những người Mỹ đã được tiêm chủng. Canada vào ngày 9 tháng 8 đã bắt đầu cho phép du khách Hoa Kỳ mà đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh trên những chuyến đi không thiết yếu. Hoa Kỳ đã tiếp tục gia hạn các hạn chế đối với Canada và Mexico hàng tháng kể từ tháng 3 năm 2020. Với mục đích để kiểm soát sự lây lan của Covid-19, các hạn chế về biên giới trên đường bộ của Hoa Kỳ không ngăn cản công dân Hoa Kỳ trở về nhà. Các biến thể của coronavirus đang tiến hóa để di chuyển giỏi hơn trong không khí, làm tăng nguy cơ lây truyền, theo một nghiên cứu mới cho thấy. Theo đó thì nghiên cứu mới này đã phát hiện ra rằng SARS-CoV-2 là loại virus mà đã gây ra Covid-19 đang tiến hóa để trở nên giỏi hơn trong việc xâm nhập vào không khí ở các dạng biến thể mới hơn, làm dấy lên lo ngại rằng các khẩu trang mà không ôm chặt kín chỉ cung cấp khả năng kiểm soát khiêm tốn chống lại sự lây nhiễm. Nghiên cứu do trường Y tế công cộng của Đại học Maryland dẫn đầu báo cáo rằng, loại virus này đã tiến hóa tới tạo khí dung hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu nói rằng điều này có nghĩa là các biện pháp y tế công cộng sẽ là cần thiết để bảo vệ những người làm công việc tiếp xúc với công chúng và làm việc trong nhà cho đến khi tỷ lệ tiêm chủng là rất cao các biện pháp đó bao gồm cải thiện hệ thống thông gió tăng cường hệ thống lọc vệ sinh không khí bằng tia cực tím và khẩu trang ôm kín hơn cùng với vaccine nghiên cứu đã được công bố hôm thứ ba trên tạp chí y khoa lâm sàng bệnh truyền nhiễm clinical infectious diseases Kết quả của nghiên cứu mới cho thấy, những người mà bị nhiễm biến thể Alpha đã thải ra ngoài không khí một lượng virus nhiều hơn từ 43 đến 100 lần so với những người bị nhiễm chủng virus ban đầu. Nghiên cứu lưu ý rằng đây là chủng virus chiếm ưu thế đã lây lan trong thời gian nghiên cứu. Ông Don Milton là giáo sư sức khỏe môi trường tại Đại học Maryland cho biết, những phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự lây truyền COVID-19 chủ yếu qua đường không khí. Lây lan từ mũi và miệng của người bị bệnh bằng cách phun các giọt lớn khi ở gần nhau. Trong một thông cáo báo chí ông Milton cho biết, "Chúng tôi biết rằng biến thể Delta đang lưu hành, thậm chí còn dễ lây lan hơn là biến thể Alpha. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các biến thể này tiếp tục di chuyển trong không khí giỏi hơn, vì vậy chúng ta phải cung cấp hệ thống thông gió tốt hơn và đeo khẩu trang ôm chặt kín, ngoài việc tiêm phòng để giúp ngăn chặn sự lây truyền." các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số lượng virus trong không khí đến từ các bệnh nhiễm trùng biến thể alpha nhiều hơn 18 lần so với số lượng virus mà được tìm thấy trong tâm bông và nước bọt. Một trong những tác giả chính của nghiên cứu giải thích trong báo cáo rằng chúng tôi đã biết rằng virus trong nước bọt và miếng gạt mũi gia tăng trong các trường hợp nhiễm trùng biến thể alpha. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng virus trong các giọt thở ra đang gia tăng còn nhiều hơn nữa các nhà nghiên cứu nói rằng sự gia tăng virus trong không khí do nhiễm biến thể Alpha xảy ra trước khi biến thể Delta đến Hoa Kỳ, cho thấy rằng virus đang phát triển để di chuyển giỏi hơn trong không khí. Để kiểm tra mức độ hoạt động của khẩu trang trong việc ngăn chặn sự lây lan trong không khí, các nhà nghiên cứu đã đo lượng COVID-19 được bệnh nhân nhiễm bệnh hít vào không khí và so sánh với lượng virus được thở ra khi họ đeo khẩu trang bằng vải hoặc khẩu trang phẫu thuật. Nghiên cứu cho thấy rằng khẩu trang che mặt làm giảm đáng kể lượng virus được thở ra vào không khí từ những người bị nhiễm COVID-19 khoảng 50%. Nhưng lưu ý rằng khẩu trang mà không ôm kín và khẩu trang phẫu thuật không thể ngăn chặn hoàn toàn các hạt virus khỏi bị bay vào không khí. Các nhà nghiên cứu cho biết, nghiên cứu cho thấy rằng một cách tiếp cận theo nhiều lớp đối với các biện pháp kiểm soát virus là tối quan trọng để bảo vệ những người quay trở lại không gian làm việc công cộng, bà Jennifer Gorman là đồng tác giả nghiên cứu và là trợ lý giáo sư lâm sàng tại Đại học Maryland cho biết trong thông cáo rằng thông điệp từ nghiên cứu này đó là coronavirus có thể có trong hơi thở, thở ra của bạn. Nó đang trở nên giỏi hơn trong hơi thở thở ra của bạn và việc sử dụng khẩu trang giúp làm giảm nguy cơ bạn thở nó ra đưa đến người khác. Thưa quý vị, thông tin chi tiết mới về giấy chứng nhận vaccine COVID-19 của tỉnh Ontario được công bố. Ai không tuân thủ sẽ bị phạt 750 đô la. Kể từ ngày 22 tháng 9, những ai muốn đến thăm các cơ sở trong nhà sau đây sẽ cần phải xuất trình bằng chứng đã được tiêm chủng đầy đủ, trước đó ít nhất là 14 ngày, hoặc được miễn trừ y tế. Đó là nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ đêm, địa điểm hòa nhạc, phòng tập thể dục, nhà hát, rạp chiếu phim, đường đua, công viên nước, sản xuất phim và truyền hình với khán giả trường quay, địa điểm thể thao, sòng bạc và cơ sở trò chơi, không gian hội họp và sự kiện, câu lạc bộ thoát y và nhà tắm công cộng. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 thì một ứng dụng di động dựa trên mã QR sẽ được triển khai trên khắp tỉnh Ontario để người dân và doanh nghiệp sử dụng thay cho biên lai tiêm chủng hiện tại. Đối với những người không có thiết bị di động, chính phủ Ontario sẽ cấp chứng nhận vaccine qua giấy nâng cao có mã QR Người dân không có máy tính hoặc máy in có thể gọi 1833 943 3900. Cư dân bên ngoài tỉnh Ontario cũng phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ cùng với giấy tờ tùy thân của chính phủ. Các trường hợp không cần bằng chứng tiêm chủng khi vào không gian bên trong nhà bao gồm những người chỉ cần sử dụng phòng vệ sinh, trả tiền mua hàng, tiếp cận khu vực ngoài trời mà chỉ có thể thông qua đường trong nhà, đặt hoặc lấy thức ăn mang đi, mua vé vào cửa mua hàng ở cửa hàng bán lẻ hoặc nếu có lý do liên quan đến sức khỏe và an toàn. Trẻ em dưới 12 tuổi hiện không thể chủng ngừa COVID-19 sẽ được miễn các yêu cầu sàng lọc. Trẻ em dưới 18 tuổi đi vào không gian trong nhà trong các môn thể thao có tổ chức cũng sẽ được miễn. Còn đối với đám tang, đám cưới và các nghi lễ tôn giáo khác, một người sẽ không cần phải có bằng chứng về việc tiêm phòng miễn là người đó không tham dự bất kỳ cuộc tụ họp xã hội liên quan nào, chẳng hạn như tiệc chiêu đãi. Một miễn trừ đặc biệt đối với lễ tang là người đó được quyền tham dự một cuộc tụ họp xã hội nếu lễ tang được tổ chức tại một nhà tang lễ hoặc một cơ sở khác được phê duyệt theo đạo luật dịch vụ tang lễ an táng và hỏa táng. Những người viện dẫn lý do miễn trừ y tế sẽ không bắt buộc phải xuất trình bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có thể ban hành chính sách như vậy nếu họ muốn các nhân viên chính phủ khuyến khích các chủ doanh nghiệp muốn ban hành các biện pháp bổ sung hãy tham khảo ý kiến của luật sư. Các lý do miễn trừ bao gồm dị ứng nghiêm trọng, sốc phản vệ, viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim. Miễn trừ có giới hạn thời gian cũng sẽ được cấp nếu một người đang nhận liệu pháp kháng thể đơn dòng hoặc liệu pháp huyết tương dưỡng bệnh. Các quan chức cho biết gánh nặng sẽ không đặt lên vai các doanh nghiệp để họ xác minh tính hợp pháp của trường hợp miễn trừ y tế được đưa ra. Họ cũng cho biết thêm kế hoạch đang được tiến hành để giới thiệu một biểu mẫu tiêu chuẩn hóa cho các chuyên gia y tế. Một trong các hình thức nhận dạng sau đây sẽ cần được xuất trình cùng với biên lai vaccine hoặc giấy miễn y tế. Đó là bằng lái xe, giấy khai sinh, hộ chiếu, thẻ quốc tịch, thẻ có ảnh tỉnh Ontario hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cung cấp, thẻ tình trạng người bản địa hoặc tư cách thành viên bản địa hoặc thẻ thường trú nhân. Tiền phạt đối với những cá nhân không tuân thủ hoặc những người xuất trình tài liệu gian lận sẽ bắt đầu từ 750 đô la đối với cá nhân, còn cho các doanh nghiệp sẽ bắt đầu từ 1.000 đô la tiền phạt. Các công đoàn nhân viên y tế ở Alberta kêu gọi thủ hiến Kennedy yêu cầu quân đội giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng làn sóng thứ tư COVID-19 ở tỉnh này một lá thư từ các nhà lãnh đạo của một số công đoàn đại diện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Alberta đang kêu gọi thủ hiến Jason Kennedy yêu cầu hỗ trợ từ cả quân đội và hội chữ thập đỏ khi hệ thống chăm sóc sức khỏe phải vật lộn để đối phó với các áp lực đầy thách thức từ đợt thứ tư của đại dịch COVID-19. Chúng tôi kêu gọi ông trong những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể, kêu gọi chính phủ liên bang triển khai ngay lập tức quân đội, hội chữ thập đỏ và tất cả các nguồn lực nhân viên y tế sẵn có từ các tỉnh khác để hỗ trợ các bệnh viện đã quá tải của chúng tôi. Bức thư viết vào ngày 18 tháng 9. Tài liệu có chữ ký của Chủ tịch United Nurses of Alberta, đó là Heather Smith. Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Y tế Alberta Mike Parker và Chủ tịch của Cube Alberta Rory Gill và Chủ tịch Gill Mark Gowen của Liên đoàn Lao động Alberta nhấn mạnh tình hình thảm khốc mà hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh đang phải đối mặt. Theo đánh giá của chúng tôi, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta không chỉ là ở bờ vực sụp đổ, chúng tôi tin rằng nó đang thực sự sụp đổ trước mắt của chúng tôi, bức thư viết. Không còn thêm y tá nào ở tỉnh để có thể triển khai được nữa, không còn nhân viên y tế, không có thêm nhà trị liệu hô hấp và cũng không có thêm nhân viên hỗ trợ, hiện giếng đã cạn. Các thành viên của chúng tôi đã không ngừng vượt quá giới hạn của mình trong 19 tháng qua, nhưng họ lo lắng rằng làn sóng đại dịch này sẽ đè bẹp họ. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Thủ hiến Kenny tuyên bố chính phủ của ông sẽ triển khai lại các biện pháp hạn chế COVID-19 mới, bao gồm chương trình hộ chiếu phát sinh nhằm cố gắng làm chậm lại sự lây lan của COVID-19 và giúp hệ thống y tế không phải bị quá tải. Thủ hiến đã cho biết chúng tôi có thể hết nhân viên và giường chăm sóc đặc biệt trong vòng 10 ngày tới. Trừ khi chúng ta làm chậm quá trình lây truyền virus và đặc biệt là trong số những người Alpada chưa được tiêm chủng, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho tất cả những người mắc bệnh. Số ca COVID-19 nhập viện và nhập viện ICU ở Alberta đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Tính tới chiều ngày thứ Sáu, Bộ Y tế Alberta cho biết tỉnh đã có 19.201 ca mắc COVID-19 đang còn bệnh và ghi nhận 911 người đang điều trị tại các bệnh viện ở Alberta với COVID-19, 215 người trong số đó đang ở ICU. Trong khi đó, thì Thủ tướng Justin Trudeau hiện nay đang vận động tái tranh cử. Ông cho biết trong tuần này rằng chính phủ của ông sẽ hỗ trợ Alberta trong cuộc khủng hoảng, bao gồm cả việc gửi máy thở đến tỉnh này. Chủ tịch và giám đốc điều hành của Bộ phận Dịch vụ Y tế Alberta, tiến sĩ Yu cho biết, trong tuần này, các bệnh viện đang nỗ lực để làm tăng thêm giường bệnh chăm sóc đặc biệt. Thủ hiến British Columbia John Hogan cho biết tỉnh của ông sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ Alberta, nhưng hiện nay không thể cung cấp dương bệnh hoặc nhân viên. Thủ hiến Kevin Gordon cho biết Manitoba sẽ gửi dược phẩm đến Alberta để giúp giải quyết tình trạng COVID-19. Bà Yu cũng xác định rằng Ontario đã đề nghị giúp đỡ Alberta vượt qua cơn bão sức khỏe cộng đồng và có thể nhận bệnh nhân chăm sóc đặc biệt nếu cần. Bệnh nhân Nhi Đồng Alberta dừng 75% ca phẫu thuật khi số ca COVID-19 trong tỉnh tăng cao. Bệnh viện Nhi Đồng Alberta đã giảm 75% ca phẫu thuật để quản lý dòng bệnh nhân mắc COVID-19, đều mà một người cha ở Calgary nói là đáng sợ. Con trai 10 tuổi có tên là Louis của ông Jeff Jomain đang điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy thì cũng là lúc các nhân viên từ các bệnh viện nhi đồng Alberta đang được điều động lại trên toàn thành phố và các cuộc phẫu thuật bị giảm quy mô. Ông Chome nói hệ thống miễn dịch của Louis bị ảnh hưởng bởi quá trình điều trị ung thư dẫn đến Louis phải ở trong ICU trong nhiều ngày. Louis cũng cần các thủ tục như sinh thiết tủy xương và lắp đặt đường truyền trung tâm. Người cha Chomen cho biết thật là kinh hãi khi nghĩ rằng hiện tại con tôi không có hệ thống miễn dịch và sẽ tiếp tục như vậy trong 10 ngày nữa. Tôi không biết liệu có phòng ICU cho Louis không. Dịch vụ y tế Alberta cho biết các ca phẫu thuật duy nhất diễn ra trong tỉnh là những ca phẫu thuật phải được thực hiện trong vòng 3 ngày. Ngoài việc lo lắng về việc điều trị cho con trai mình, ông Jomen cho biết các nhân viên y tế đang bị kiệt sức và có tinh thần kém các bác sĩ nhi khoa đang được đào tạo về quy trình phân loại chăm sóc quan trọng. Một tài liệu dài 52 trang do Dịch vụ Y tế Alberta phát triển mô tả cách hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ đối phó với các đơn vị chăm sóc sức khỏe đặc biệt ICU không còn đủ nguồn lực để chăm sóc cho mọi bệnh nhân. Mary Brindle, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa tại Bệnh viện Nhi động Alberta cho biết ý tưởng các bác sĩ có thể phải chọn đứa trẻ nào nhận được sự chăm sóc là điều rất đau lòng phẫu thuật chậm trễ có thể khiến cho bệnh tiến triển và kéo dài thời gian đau đớn. Có hơn 250 bệnh nhân trong ICU trong tỉnh, phần lớn trong số họ dương tính với COVID-19. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Alberta cho biết tỉnh sử dụng hệ thống mã hóa dựa trên chuẩn hóa và kiến thức lâm sàng để xác định những ca phẫu thuật nào cần được ưu tiên, những trường hợp cấp tính nhất và cần phẫu thuật gấp sẽ được thực hiện. Liều vắc xin thứ ba bắt đầu được tiêm cho những người suy giảm miễn dịch ở tỉnh PC. Một số người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng ở tỉnh PC đã nhận được liều vắc xin COVID-19 thứ ba sau khi tỉnh thông báo vào đầu tuần này rằng 15.000 người cực kỳ dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng sẽ được mời tiêm mũi vắc xin thứ ba. Nhóm này bao gồm ông Michael Coyle, 50 tuổi, người đã được ghép thận vào năm ngoái, ông hiện đang được dùng thuốc để ức chế miễn dịch để cơ thể không loại bỏ nội tạng. Ông Coyle là một nhà phát triển phần mềm từ Burnaby đã sống tách biệt với gia đình của mình ở Squamish. Ông nói rằng con trai của mình vừa trở lại các lớp học trực tiếp, đó là một mối quan tâm lớn. Ông Coyle trở lại Metro Vancouver trong tuần này để tiêm mũi vaccine thứ ba sau khi nhận được một lời mời bằng văn bản tin nhắn. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi tiêm liều thứ ba, nhưng vẫn có kế hoạch tiếp tục đọc lại các nghiên cứu về tác dụng của vaccine và tìm hiểu tác động của liều ba trên cơ thể. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry hồi đầu tuần đã giải thích lý do tại sao những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại cần tiêm liều thứ ba. Đối với những người thuộc nhóm suy giảm miễn dịch, bao gồm những người đã được cấy ghép toàn bộ nội tạng cấy ghép tủy xương cấy ghép tế bào gốc những người bị ung thư máu và một số người bị rối loạn miễn dịch nhất định cơ quan tư vấn quốc gia về vắc xin của canada vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên tiêm mũi bổ sung cho toàn dân một cách đại trà hay không cập nhật tình hình covid ở canada Tính đến tối ngày 18 tháng 9, Canada báo cáo có thêm 2.138 ca COVID-19 mới. Tuy nhiên, một số tỉnh không cập nhật số COVID-19 vào cuối tuần. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện được ghi nhận là 1.571.327. Hiện nay có 45.075 ca còn bệnh và tổng số ca tử vong là 27.384 cho đến nay. Hiện nay đã có hơn 55 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada trong đó đã có hơn 28,6 triệu người hay là 75,2% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và gần 69% dân số đã tiêm hai liều. 86% từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 79% đã tiêm hai liều. Tỉnh Ontario đã báo cáo có 821 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong vào ngày thứ Bảy. Hiện nay tỉnh có 6.359 ca còn bệnh. Tỉnh Quebec báo cáo có 821 ca bệnh mới và 3 ca tử vong, hiện nay tỉnh có 7.628 ca còn bệnh. Tỉnh BC không đưa ra con số cập nhật nào vào cuối tuần. Tỉnh hiện ghi nhận có 6.031 ca còn bệnh. Tỉnh Alberta cũng không có cập nhật vào cuối tuần và tỉnh hiện ghi nhận có 19.201 ca đang còn bệnh. Tỉnh Saskatchewan báo cáo có 499 ca bệnh mới và tỉnh hiện nay có 4.329 ca còn bệnh. Manitoba không có báo cáo vào cuối tuần, tỉnh hiện có 629 ca còn bệnh. Tỉnh New Brunswick có 371 ca còn bệnh. Tỉnh Nova Scotia còn 162 ca bệnh. PEI có 46 ca bệnh. Newfoundland có 45 ca bệnh. Yukon có 21 ca bệnh. NWT còn 216 ca bệnh và Nunavut có 1 ca bệnh. Thưa quý vị, nhu cầu tiêm chủng COVID-19 đã tăng gấp 3 lần ở tỉnh bang Alberta vào hôm thứ Năm, là một ngày sau khi Thủ hiến Jason Kenney công bố phiên bản hộ chiếu vaccine của tỉnh. Cơ sở y tế Alberta Health báo cáo 28.158 liều đã được tiêm tại các phòng khám và phòng thuốc vào thứ năm so với chỉ có 9.750 liều vào thứ tư. Chương trình hậu chiếu vaccine mới sẽ cho phép các doanh nghiệp không thiết yếu như là nhà hàng, quán rượu và trung tâm thể dục hoạt động bình thường nếu họ yêu cầu khách hàng xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính, xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase là PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong 72 giờ các doanh nghiệp chọn không kiểm tra tình trạng tiêm chủng sẽ tiếp tục bị hạn chế. Ví dụ, một nhà hàng mà không sàng lọc khách hàng về bằng chứng tiêm chủng sẽ không được phục vụ ăn uống bên trong nhà và sẽ phải kết thúc dịch vụ rượu lúc 10 giờ tối. Các chương trình mới sẽ bắt đầu từ thứ hai. Và chuyển sang các bản tin liên quan đến COVID-19. Vaccine Pfizer-Moderna được Bộ Y tế Canada phê duyệt đầy đủ và có tên mới cả vaccine Pfizer và Moderna COVID-19 đều đã được phê chuẩn toàn diện từ Bộ Y tế Canada cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên. Ngoài ra, vaccine COVID-19 của Pfizer giờ đây sẽ còn được gọi với cái tên là Community. Trong khi đó, thì vaccine Moderna thì có tên là Spikevax và vaccine AstraZeneca thì được gọi là Vaxzevria. Bộ Y tế Canada cho biết đây chỉ là những thay đổi về tên, không có thay đổi nào đối với bản thân các loại vaccine. Hoa Kỳ đã cấp phép cho vaccine Pfizer phê duyệt đầy đủ của FDA vào ngày 23 tháng 8, chỉ vài tuần trước. Tỷ lệ tiếp nhận vaccine của Canada đã chậm lại trong những tuần gần đây sau đợt triển khai ban đầu. Hơn 84% người dân Canada trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 và hơn 77% người Canada đủ điều kiện hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Canada, chưa đến 0,6% người dân Canada đến tiêm vaccine COVID-19 trong tuần trước, mặc dù thực tế là 15% trong số những người đủ điều kiện vẫn chưa được tiêm. Một khu vực dành cho trường học ở phía nam Interior, khu vực vùng nội địa của tỉnh BC, cho biết Tất cả các trường học trong khu vực này sẽ khóa cửa vào thứ hai sau khi những người biểu tình phản đối vaccine COVID-19 đi vào ba trường học vào thứ sáu và gửi thông báo về trách nhiệm pháp lý. Khu trường học 83, bao gồm các khu vực phía bắc Okanagan và Shuswap, cho biết những người biểu tình đã tiến vào trường tiểu học Ranchero Elementary, South Canoe Elementary, và cơ sở Sullivan của Salmon Arm Secondary, là trường trung học Salmon Arm, để tìm cách nói chuyện với các hiệu trưởng của những trường trên. Một phát ngôn viên của khu dành riêng cho trường học nói với Global News rằng có các cuộc chạm trán đã diễn ra bởi những người khác vào thứ tư và thứ năm. Người phát ngôn cũng cho biết khoảng 15 người đã có mặt tại văn phòng khu học chánh để nói chuyện với giám thị. Cuộc nói chuyện đó đã kéo dài khoảng 2 giờ. Vào thứ Năm thì những người biểu tình đã trở lại trong một phòng tiêm chủng di động. Cảnh sát đã được gọi đến và cuối cùng giải tán họ. Video về vụ việc đó cho thấy sự việc diễn ra yên bình trong thời tiết mưa với những người tụ tập nói rằng họ muốn có câu trả lời cho câu hỏi của họ về sự đồng ý của trẻ em để tiêm chủng. Theo tỉnh thì những người từ 13 tuổi trở lên sẽ có cơ hội tự đồng ý chủng ngừa. Người phát ngôn cho biết những người biểu tình đã gửi đến văn phòng hội đồng quản trị và ba hiệu trưởng với một thông báo về trách nhiệm vaccine. Sau đó vào thứ Sáu, khu học chánh đã gửi một lá thư cho phụ huynh để nói rằng kể từ thứ Hai, tất cả các trường học sẽ bị khóa lại, các cửa bên ngoài sẽ bị khóa và những người muốn vào sẽ phải gọi điện thoại trước để lấy hẹn. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ không thể rời khỏi và vào tòa nhà. Bức thư viết, nếu một lúc nào đó bạn cần vào trường của con mình, vui lòng liên hệ với văn phòng và nhóm quản lý sẽ có thể hỗ trợ bạn. Bức thư cũng cho biết khu học đang làm việc với RCMP để bảo đảm ngăn chặn các cuộc biểu tình. Trong một tuyên bố ngắn gọn được đưa ra vào tối thứ Sáu, ông Salman Arm của cảnh sát RCMP cho biết họ đã được gọi đến hai trường học trong khu vực sau khi bốn người biểu tình đến trường. Ngay sau đó thì mạng xã hội đã dậy sóng. Mọi người tranh cãi qua lại về việc người biểu tình đi vào trường học nhiều ý kiến chia sẻ quan điểm rằng trường học không phải là nơi thích hợp để diễn ra một cuộc biểu tình như vậy. Vào chiều thứ Sáu, thì Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và Tổng lực sư của tỉnh BC là ông Mike Farnworth cho biết điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, đây hoàn toàn là một sự hổ thẹn. Nhân viên y tế yêu cầu thêm thời gian trước khi Quebec bắt buộc ngành này tiêm chủng. Bộ trưởng Bộ Y tế Christian Dubé cho biết Quebec vẫn giữ hạn chót để nhân viên y tế trong tỉnh được tiêm chủng là vào giữa tháng 10, nhưng một số người cho rằng cần thêm thời gian trước khi quy định này có hiệu lực. Bộ trưởng Dubé tin rằng các nhà quản lý trong mạng lưới y tế sẽ có thể đưa ra kế hoạch dự phòng và tổ chức lại các dịch vụ trong trường hợp nhiều nhân viên vẫn chưa tiêm chủng và không thể làm việc. Ông cho biết vẫn còn một tháng và kêu gọi nhân viên đi tiêm vaccine. Tính đến ngày 14 tháng 9, Viện y tế công cộng của tỉnh cho biết 93,4% nhân viên y tế đã được tiêm liều đầu tiên và 89,5% đã tiêm một liều. Nhưng một số người nói rằng cần phải có thêm thời gian, đặc biệt là vì chính quyền của tỉnh chưa công bố nghị định nêu chi tiết về biện pháp y tế và những trường hợp miễn dịch nào có thể được chấp nhận. Bộ Y tế cho biết sẽ có nghị định sớm, nhưng một lãnh đạo của công đoàn cho biết nếu mà chính phủ đã nghiêm túc về ngày 15 tháng 10 thì lẽ ra họ nên công bố nghị định cách đây 2 tuần. Paul Arbeck, chủ tịch của Hiệp hội và nhà chăm sóc dài hạn tư nhân cấp tỉnh, cho biết trong số khoảng 5.000 nhân viên làm việc, khoảng 5% vẫn chưa được tiêm phòng ông nói chúng tôi đã phải chuẩn bị thuê thêm người vì chúng tôi sẽ chỉ định những người không được tiêm phòng và họ không được trả tiền bộ trưởng dubai thừa nhận có một số rủi ro trong việc bắt buộc tiêm chủng nhưng ông cho biết đó là để bảo vệ cả nhân viên lẫn nhân viên y tế những người mà ông nói rằng không thoải mái khi làm việc với các đồng nghiệp chưa được tiêm chủng Công đoàn quốc gia đại diện cho các y tá ở Canada kêu gọi chính phủ liên bang đóng vai trò lãnh đạo chống lại tình trạng thiếu y tá đang diễn ra trên khắp đất nước. Cô y tá có giấy phép là Linda Silas là chủ tịch liên đoàn y tá Canada, gọi tắt là CFNU, muốn các công chức liên bang thu thập dữ liệu và thực hiện kế hoạch chiến lược trên toàn quốc để giúp các tỉnh và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giảm bớt tình trạng thiếu nhân sự. Cô Silas nói rằng nhiều bệnh viện và tỉnh nơi chủ yếu tập trung vào hoạt động hàng ngày của hệ thống chăm sóc sức khỏe đang phải vật lộn khi tìm nguồn lực để nghiên cứu các mô hình nhân sự mới và các dự án thí điểm có thể giúp giảm thiểu một số tình trạng thiếu điều dưỡng. Các công đoàn cho biết, y tá trên khắp đất nước đang ở mức sụp đổ. Liên đoàn nói rằng, một khảo sát quốc gia cho thấy hơn 90% y tá báo cáo các triệu chứng kiệt sức Ngoài ra, thì số giờ làm thêm hàng tuần trung bình của các y tá đã tăng 78% do đại dịch. Tình trạng thiếu điều dưỡng có từ trước đại dịch, các vấn đề bắt đầu nảy sinh vào năm 2008 sau cuộc suy thoái toàn cầu. Cô Silas tin rằng một số giải pháp cần được nghiên cứu bao gồm các chương trình cố vấn cho các y tá trẻ mới bắt đầu sự nghiệp, các chương trình giữ chân y tá sắp nghỉ hưu và cải tiến cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa cô cũng nói rằng có rất ít chương trình đại học cấp tốc về điều dưỡng và hầu như không có chương trình cầu nối y tá nào cho phép một y tá đã đăng ký trở thành một y tá được hành nghề nâng cao thuộc bác sĩ trung cấp Ontario phục hồi yêu cầu gia hạn giấy phép lái xe và nhãn dán biển số xe chính phủ Ontario cảnh báo những người có bằng lái xe giấy dán biển số ảnh thẻ và thẻ sức khỏe hết hạn nên đi gia hạn giấy tờ của họ Tỉnh đã thông báo vào ngày 1 tháng 9 rằng hầu hết các giấy phép, nhãn dán biển số xe, thẻ ảnh Ontario và thẻ sức khỏe sẽ cần được gia hạn trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. Thời hạn gia hạn là để bảo đảm cho mọi người có đủ thời gian để gia hạn tài liệu của họ gia hạn đổi mới thẻ nhận dạng và nhãn dán biển số hết hạn sau tháng 3 năm 2020 ban đầu được thực hiện trong thời kỳ cao điểm của đại dịch để ngăn chặn mọi người tụ tập tại các điểm của Service Ontario và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 mặc dù hầu hết các giấy tờ đều có thời gian gia hạn vào năm sau nhưng các chủ xe thương mại hạng nặng sẽ cần phải gia hạn giấy tờ tùy thân trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 Đối với những người có giấy phép lái xe mới tức là hạng G1, G2, M1 hoặc M2 sẽ có thời gian gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 để đủ điều kiện hoặc là nâng cấp bằng lái xe mới của họ. Chính phủ cho biết những người không gia hạn giấy tờ của họ trong thời gian được gia hạn sẽ phải trả phí cho những năm trước ngoài phí gia hạn cho năm hiện tại tỉnh đã tạm thời miễn yêu cầu người dân phải đến đổi bằng lái xe trực tiếp, kể cả những người từ 80 tuổi trở lên. Giấy phép lái xe có thể được gia hạn trực tuyến tại trang web của Service Ontario. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các thời hạn gia hạn tại www.ontario.ca slash renewal deadlines thị trấn cảnh báo loài thực vật xâm hại có thể gây phỏng. Thị trấn Shelburne, Ontario đang cảnh báo với cư dân về một loài thực vật xâm hại được tìm thấy trong cộng đồng có thể gây bỏng nặng. Cũ cải dại là một thành viên của họ cà rốt, mùi tây và với những chùm cao, màu vàng và giống với những cây không độc hại thông thường như là Golden Alexander. Nó có thể trông vô hại, nhưng đó là một biệt danh của loài thực vật này cây cải củ độc. Mặc dù rễ của cây có thể ăn được, nhưng khi tiếp xúc với da, nhựa cây có thể gây bỏng nặng, phát ban và phòng rộp khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hiện nay, cây này đã được tìm thấy trong không gian ngoài trời tại sao bên. Người dân được khuyến cáo nên để thú cưng của họ tránh xa cây và mặc quần áo bảo hộ như là găng tay chống thấm nước, áo sơ mi tay dài, quần dài và kính đeo mắt khi tiếp xúc với cây này. Nếu tiếp xúc với nhựa cây, các triệu chứng xảy ra trong 48 giờ sau khi tiếp xúc. Người dân được khuyến cáo nên tìm kiếm chăm sóc sức khỏe y tế. Nếu có cảm giác nóng rát hoặc là phát ban xuất hiện và nếu nhựa tiếp xúc với mắt của một người, họ phải được cấp cứu ngay tức thì. Trong một thông cáo với báo chí, thị trấn tại đây cho biết họ đã thuê người đi kiểm tra cỏ dại để loại bỏ và có khả năng phun thuốc diệt cỏ để kiểm soát sự lây lan thêm của cây này trong thành phố. Thưa quý vị, các nhà khoa học đang nghiên cứu xem liệu có thể trồng và ăn vaccine mRNA hay không. Nếu được lựa chọn thì bạn muốn chủng ngừa bằng cách tiêm vào cánh tay hay là ăn một bát rau. Các nhà khoa học tại Đại học California Riverside UCR hiện đang nghiên cứu xem liệu họ có thể biến các loại cây ăn được, chẳng hạn như là rau diếp, lettuce và rau pina, spinach, thành vaccine mRNA mà con người có thể tự trồng và ăn hay không? Dự án nghiên cứu có 3 mục tiêu, chứng minh rằng DNA có chứa vaccine mRNA có thể được tích hợp thành công vào tế bào thực vật để chứng minh rằng thực vật có thể tái tạo đủ mRNA để cạnh tranh với các phương pháp tiêm chủng hiện tại và để xác định liều lượng chính xác Ông Juan Pablo Gerardo là trưởng nhóm nghiên cứu và phó giáo sư tại khoa thực vật học và khoa học thực vật của Đại học UCR cho biết, lý tưởng nhất là một cây duy nhất sẽ tạo ra đủ mRNA để tiêm chủng cho một người. Ông nói thêm, chúng tôi đang thử nghiệm phương pháp này với rau bina và rau diếp và có mục tiêu dài hạn là mọi người sẽ trồng nó trong vườn của họ. Các nông dân cuối cùng cũng sẽ có thể trồng nó trong toàn bộ cánh đồng của họ. Theo ông Girardo, thì chìa khóa để đưa vaccine mRNA vào thực vật là lục lạp, tức là những cơ quan nhỏ trong tế bào thực vật có nhiệm vụ quan hợp. Chúng là những nhà máy nhỏ bé chạy bằng năng lượng mặt trời, sản xuất đường và các phân tử khác cho phép cây phát triển. Chúng cũng là một nguồn chưa được khai thác để tạo ra các phân tử mong muốn. Nghiên cứu trước đây trong phòng thí nghiệm của ông Girardo đã chỉ ra rằng lục lạp có thể biểu hiện các gen không phải là bộ phận tự nhiên của thực vật. Điều này đạt được bằng cách gửi vật liệu di truyền ngoại lai bên trong lớp vỏ bảo vệ vào tế bào thực vật. Nghiên cứu tương tự về vaccine COVID-19 có thể ăn được cũng đang được tiến hành tại Canada. Một nhóm các nhà khoa học do Alison McLean là trợ lý giáo sư tại khoa sinh học của Đại học Ottawa dẫn đầu đã nghiên cứu về một phương pháp miễn dịch thay thế phòng chống virus trong hơn một năm nay. Phương pháp của họ liên quan đến sự biểu hiện của các kháng nguyên virus trong các loại thực vật ăn được, bao gồm rau diếp và rau bina, những thứ mà mọi người sau đó sẽ ăn. Thử nghiệm vaccine đã được bắt đầu trong một hợp tác với Bệnh viện Ottawa. Công nghệ mRNA được sử dụng trong một số vaccine COVID-19, thông thường hoạt động bằng cách sử dụng mRNA để cung cấp cho các tế bào người các hướng dẫn di truyền để tạo ra các kháng thể chống lại các bệnh cụ thể. Tuy nhiên, một trong những thách thức của vaccine mRNA là chúng phải được giữ ở nhiệt độ cực lạnh để duy trì sự ổn định trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Nếu dự án nghiên cứu của Đại học UCR thành công, thì nó không chỉ có thể tạo ra vaccine mRNA ăn được, mà còn có thể tạo ra vaccine mRNA mà có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng. Ông Gerardo nói, tôi rất vui mừng về tất cả các nghiên cứu này tôi nghĩ rằng nó có thể có tác động rất lớn đến cuộc sống của mọi người. Dự án nghiên cứu đang được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 500.000 đô la Mỹ từ Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi xin được thông báo Sắp tới, bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi sẽ quay trở lại kênh Culture Channel cùng với Hoàng Anh để trả lời những câu hỏi của quý vị và các bạn về vaccine COVID-19 và các vấn đề về sức khỏe. Kính mời quý vị gửi câu hỏi bằng cách viết comment phản hồi ở bên dưới video clip. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo trong bản tin thế giới, một cặp vợ chồng ở California đã chết vì Covid-19 cách nhau 2 tuần, để lại 5 đứa con nhỏ mồ côi, trong đó có một đứa trẻ sơ sinh. Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Những người bị bệnh mãn tính có nguy cơ bị Covid-19 cao nhất ngay cả sau khi tiêm. Bắt giữ 1.400 người ở châu Á và châu Âu trong một hoạt động do Interpol đứng đầu nhằm chống lại cá cược bóng đá bất hợp pháp. Quốc gia cao nhất thế giới đang trở nên ngày càng lùng hơn. Hoa Kỳ lên kế hoạch đưa người di cư Haiti trở lại sau khi hàng nghìn người tập trung tại biên giới Texas. Điện Capitol của Hoa Kỳ có sự hiện diện dày đặc cảnh sát khi đám đông nhỏ ủng hộ cựu tổng thống Trump biểu tình ở DC. Đặc phái viên của Pháp cho biết Úc đã phạm một sai lầm lớn khi hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm với quốc gia này. Hôn phu của người phụ nữ mất tích là Gabi Patito hiện cũng đã biến mất, gia đình báo cảnh sát. Việt Nam phê duyệt vaccine Abdala của Cuba Một cặp vợ chồng ở California chết vì COVID-19 cách nhau 2 tuần để lại 5 đứa con nhỏ mồ côi, trong đó có một trẻ sơ sinh. Daniel và David Mercier đã dành 18 tháng rất thận trọng về COVID-19. Họ lau sạch các bề mặt tắm rửa sau khi đi làm về và thậm chí cho người giao hàng tạp hóa. Nhưng điều đó không ngăn chặn họ bị nhiễm virus. David Masia là một y tá giúp phòng sinh sản ở Nam California đã mang thai đứa con thứ năm được 7 tháng vào đầu tháng 8 khi cô nhập viện vì COVID-19. Chồng của cô là Daniel Masia cũng nhiễm virus. Các bác sĩ đã giúp Davy Marcius, 37 tuổi, đỡ đẻ sớm bằng phương pháp mổ lấy thai khi cô được đặt nội khí quản, nhưng cô đã tử vong trước khi được gặp con. Daniel Macias, 38 tuổi, đang được điều trị trong cùng một bệnh viện khi biết con gái chào đời. Các y tá đã cho anh ta xem ảnh của đứa bé. Thế nhưng chưa đầy 2 tuần sau đó thì anh qua đời vì các biến chứng của Covid-19, để lại đứa bé sơ sinh không có cha mẹ và chưa được đặt tên. Khi bệnh viện gọi điện để hỏi tên của đứa trẻ, bà Terry Macias là bà nội của bé hiện đang chăm sóc cho 5 đứa trẻ và nói với họ tôi sẽ đợi con trai của tôi đặt tên cho bé. Bé vẫn chưa được đặt tên. Hiện tại, giống như bệnh viện đã làm, gia đình gọi bé ấy là Baby Girl. Bà nội đã phải lửa lời để giải thích cái chết của cha mẹ cho các đứa trẻ. Bà Marcius nói với CNN hôm thứ Hai rằng cặp vợ chồng này không được tiêm phòng và lần lượt qua đời vào ngày 26 tháng 8 và ngày 9 tháng 9 để lại những đứa con trong độ tuổi từ 3 tuần đến 8 tuổi. Không phải họ không muốn chủng ngừa, họ đã lên kế hoạch cho việc đó, bà nói. Bà ấy kiên quyết rằng đây là một lựa chọn cá nhân và mỗi người đều muốn tìm hiểu về sự an toàn của nó trước khi được tìm. Là một cựu giáo viên mẫu giáo gần đây đã nghỉ hưu, bà Terry Macias tin rằng con trai và con dâu của bà đã nhiễm coronavirus sau một chuyến đi gần đây của gia đình đến một công viên nước ở bên trong nhà nhưng một cuộc thư giãn cuối tuần trước khi trở lại trường học. Khi biết về cái chết của hai con, bà Marcius có trách nhiệm phải giải thích lại cho các cháu của mình. Bà Marcius cho biết, cậu bé 8 tuổi và cô bé 5 tuổi hiểu rằng bố mẹ đã ra đi, nhưng bà không chắc chắn chúng hiểu rằng bố mẹ sẽ không bao giờ về nhà nữa. Cô bé 3 tuổi của cặp đôi thức dậy hôm thứ Năm và nói với bà Marcius rằng bé đã mơ thấy cha của mình từ bệnh viện về nhà nhưng sau đó biết được rằng cha bé đã qua đời. Đứa trẻ mới biết đi đã gục khóc khi biết tin và nhắc lại với bà nội về giấc mơ của bé. Bà nói với các bé, bà biết nhưng đôi khi giấc mơ của chúng ta không thành hiện thực. Cặp đôi bán nhà trước đại dịch Davy và Daniel Macias đã bán nhà của họ ngay trước khi đại dịch đóng cửa với cuộc sống bình thường và gia đình đang sống với cha mẹ của Daniel Macias. Bà Terry Macias mô tả con dâu của bà là người nghệ thuật và sáng tạo. Cô thích để cho lũ trẻ bận rộn với các hoạt động và đồ thủ công, thường mời những đứa trẻ hàng xóm đến tham gia cùng chúng ra ngoài. Con trai của bà là một giáo viên dạy toán cấp 2, là người bà gọi là người hoàn hảo. Bà Macias cho biết anh luôn luôn nở nụ cười ở trên môi và được mọi người yêu mến. Bằng chứng là sự quan tâm và ủng hộ mà họ nhận được rất nhiều, đặc biệt là từ cộng đồng trường học của anh trong trái tim mình tôi luôn biết con là chàng trai hoàn hảo nhìn thấy những người khác cũng cảm thấy như vậy tôi cảm thấy như được chứng thực bà nói họ yêu con mình hơn bất kỳ thứ gì gia đình vẫn rất sốc trước sự ra đi đột ngột của Davy và Daniel Mathias chúng tôi không ngờ nó đến Terry Mathias nói trong nước mắt khu vi không phân biệt đối xử đó là hơn xuôi và có thể xảy ra với bất kỳ ai Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Phần lớn châu Âu đã mở cửa cho du khách quốc tế và giảm bớt các hạn chế của COVID-19 từ khi một làn sóng các ca nhiễm tràn qua lục địa này vào mùa xuân. Những bước lùi về cuộc sống tiền COVID đã đi kèm với sự gia tăng dần dần các ca bệnh và số ca nhập viện ở nhiều quốc gia, với biến thể Delta dễ lây lan hơn chiếm ưu thế trong khu vực. Tuy nhiên, các đợt triển khai tiêm chủng đã khiến cho số người nhập viện thấp hơn rất nhiều so với những tháng đầu năm 2021. Kết quả là châu Âu thể hiện một bức tranh đa dạng khi các chính phủ chuẩn bị cho khả năng gia tăng số ca nhiễm bệnh trong các tháng mùa thu và mùa đông. Sau đây là tình hình của năm quốc gia châu Âu quan trọng. Vương quốc Anh. Sau khi bắt đầu năm 2021 với một trong những đợt khóa cửa lâu nhất và nghiêm ngặt nhất của châu Âu, Vương quốc Anh đã dỡ bỏ hầu hết tất cả các hạn chế còn lại vào tháng 7, mặc dù có sự gia tăng trong các ca nhiễm. Các sự kiện lớn và các câu lạc bộ đêm có thể hoạt động mà không cần có các biện pháp điều chỉnh khoảng cách và hầu hết các nơi công cộng không cần phải đeo khẩu trang. Số ca nhập viện đã tăng dần kể từ ngày đó. Vào đầu tháng 9, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện hàng ngày lần đầu tiên đạt mức trung bình trong 7 ngày là 1.000 ca kể từ tháng 2, theo dữ liệu chính thức. Nhưng đợt triển khai tiêm chủng mạnh mẽ của Vương quốc Anh đã giúp số ca nhiễm thấp hơn nhiều so với mức cao điểm của mùa đông. Vào tháng Giêng, hơn 4.000 người nhập viện tại bệnh viện của Anh mỗi ngày, mặc dù số ca mắc chỉ cao hơn một chút so với hiện tại. Hôm thứ ba, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo rằng các hạn chế có thể quay trở lại vào mùa đông nếu dịch vụ y tế quốc gia NHS của nước này có nguy cơ trở nên quá tải. Covid vẫn còn đó, đáng buồn là căn bệnh này vẫn là một nguy cơ, ông nói tại một cuộc họp báo. Chuyển sang nước thứ hai, nước Pháp. Số người nhập viện ở Pháp đã tăng trong suốt tháng 8. Trong bối cảnh cảnh báo về làn sóng thứ tư virus sẽ tấn công vào các cơ sở trên khắp đất nước, đến cuối tháng hơn 11.000 người bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện. Nhưng số ca nhập viện đã có dấu hiệu chững lại vào tháng 9. Tổng số bệnh nhân giảm xuống dưới 10.000 người, thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm vào tháng 4 khi đó đã có hơn 30.000 người đang nhập viện. Pháp đã thực hiện các hạn chế nghiêm ngặt đối với những người chưa được tiêm chủng nhằm nỗ lực thúc đẩy việc tiêm chủng. Kể từ thứ năm, nhân viên y tế được yêu cầu phải tiêm chủng đầy đủ và cần có thẻ sức khỏe để vào nhà hàng hoặc đi đường dài. Chính phủ Pháp đã xác nhận rằng có khoảng 3.000 nhân viên y tế đã bị đình chỉ sau khi bỏ lỡ thời hạn tiêm chủng đầy đủ. Chuyển sang nước Ý, Ý đã phải đối mặt với tình trạng nhập viện tăng vọt trong tháng 4 với hơn 32.000 người được đưa vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe của đất nước này. Số lượng bệnh nhân sau đó đã giảm xuống ở mức thấp khoảng 1.250 người vào khoảng giữa tháng 7 trước khi tăng trở lại trong những tuần gần đây, theo Our World in Data. Cả nước có dưới 5.000 ca nhập viện trong những ngày gần đây. Sau khi bị ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn đầu của làn sóng đầu tiên, Ý là một trong những quốc gia đầu tiên mở cửa trở lại cho du khách vào năm 2020. Vào năm 2021, việc nhập cảnh phần lớn bị hạn chế đối với cư dân ở Liên minh châu Âu, cộng với danh sách chọn lọc các nước không thuộc EU bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Bắt đầu từ hôm thứ Năm, Ý đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu, bắt buộc tất cả công nhân ở khu vực công và tư nhân phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng, xét nghiệm âm tính hoặc là phục hồi gần đây sau khi bị lây nhiễm. Quy định này nhằm thuyết phục nhiều người hơn đi tiêm vaccine chống lại COVID-19 và sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10. Bộ trưởng Y tế của Ý Roberto Speranza cho biết, điều này là làm cho những nơi làm việc an toàn hơn và làm cho chiến dịch tiêm chủng mạnh mẽ hơn nữa. Ông gọi sắc lệnh này là một chiến lược coi vaccine là chìa khóa cơ bản để mở ra một mùa mới. Theo số liệu của chính phủ, khoảng 75% dân số ý từ 12 tuổi trở lên hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Kế tiếp là Ireland. Ireland có kết quả tốt hơn so với một số nước láng giềng về số ca nhiễm và số người chết. Ireland vốn nằm trong số những nước có số ca nhiễm thấp nhất ở châu Âu. Phần lớn nhờ vào đây là một trong những nơi khóa cửa chặt chẽ nhất ở châu Âu trong suốt đại dịch. Cùng với các đối tác EU, Ireland hiện đã mở cửa trở lại cho du khách số ca nhập viện đã tăng lên đáng kể từ đó, nhưng vẫn thấp hơn so với các đợt trước. Hiện có dấu hiệu tăng về số người nhập viện, khoảng 60 người đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày trong suốt tháng 9, so với mức cao nhất là 221 người vào tháng Giêng. Giống như Vương quốc Anh láng giềng, Ireland vẫn đang hạn chế về sức chứa tại các sự kiện lớn trong nhà và ngoài trời, bao gồm cả các khu thể thao các hạn chế của Ireland sẽ được nới lỏng từ ngày 20 tháng 9 với những người được tiêm chủng đầy đủ được phép gặp nhau trong nhà theo nhóm lên tới 100 người. Từ 22 tháng 10, chính phủ có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng còn lại đối với việc đeo khẩu trang, khoảng cách xã hội và tụ tập đông người. Chúng ta chuyển sang nước đang Mạch. đang Mạch về cơ bản đã trở lại cuộc sống trước đại dịch trong tháng này, cho phép công nhân và các hộp đêm và nhà hàng không cần xuất trình hộ chiếu vắc xin, sử dụng phương tiện giao thông công cộng mà không cần phải đeo khẩu trang và tụ tập với số lượng lớn mà không bị hạn chế. Còn quá sớm để nói liệu động thái đó có dẫn tới sự gia tăng về số ca bệnh và số ca nhập viện hay không. Số người nhập viện ở Đan Mạch đã dao động trên 100 người trong những tuần gần đây. Đây là một phần nhỏ so với đợt trước vào tháng Giêng khi 1.000 người phải nhập viện. Bộ trưởng Y tế của Đan Mạch là Magnus Hunnicki đã thuyết hôm thứ Tư. Tốc độ lây truyền hay là R-rate hiện đang ở mức 0,7, có nghĩa là đại dịch đang tiếp tục thu hẹp. Nếu tỷ lệ này trên 1, thì các trường hợp COVID-19 sẽ tăng lên trong tương lai gần. Nếu dưới 1, thì các trường hợp sẽ giảm trong tương lai gần. Hiếu khi nói, vắc xin và tất cả công dân đang mà đã nỗ lực rất nhiều trong một thời gian dài là cơ sở để chúng ta làm tốt điều đó. Đan Mạch đã chứng kiến tỷ lệ ca bệnh thấp hơn nhiều so với nước láng giềng Thụy Điển, vốn đã trở thành một ngoại lệ ở Tây Âu khi chống lại một cuộc đóng cửa nghiêm ngặt vào năm 2020. Nhưng hai quốc gia hiện gần như tương đương với số người nhập viện. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có các bệnh mãn tính như là hội chứng đau và sa sút trí tuệ vẫn nằm trong số những người dễ bị nhiễm Covid-19 nhất ngay cả sau khi tiêm chủng. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ hơn 6,9 triệu người trưởng thành đã được tiêm chủng, với 5,2 triệu người trong số họ đã tiêm cả hai liều, cho thấy rằng việc tiêm chủng mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc nhập viện cho hầu hết các nhóm Tuy nhiên, một công cụ tính toán rủi ro dựa trên dữ liệu cho thấy một số nhóm vẫn có nguy cơ đặc biệt và có thể có hiệu quả từ việc tiêm liều vaccine tăng cường và các phương pháp điều trị như là kháng thể đơn dòng. Nghiên cứu cho thấy những người mắc hội chứng đau có nguy cơ tử vong do COVID-19 tăng khoảng 13 lần so với những người bình thường, ngay cả sau khi tiêm chủng, trong khi những người mắc bệnh sa sút trí tuệ và bệnh Parkinson tăng gấp 2 lần. Nghiên cứu còn cho thấy những người lớn tuổi, nam giới cũng như những người gốc Ấn Độ và Pakistan có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Những người mà có hoàn cảnh thiếu thốn, người bị ức chế miễn dịch và những người sống trong các nhà chăm sóc cũng có nguy cơ cao hơn. Các phát hiện này được công bố trên tạp chí Y khoa Anh sẽ được sử dụng trong phiên bản cập nhật của công cụ dự đoán rủi ro của NHS là Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh. Hiện được các bác sĩ đa khoa sử dụng để tính toán rủi ro của bệnh nhân trong quá trình tham vấn. Các nhà khoa học được dẫn đầu bởi một nhóm tại Đại học Oxford cũng sẽ cung cấp công cụ này trực tuyến cho các học giả, nhưng nói rằng phiên bản này sẽ không đi kèm với hướng dẫn lâm sàng. Thuật toán mới dự đoán những người có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng từ 14 ngày trở lên sau liều tiêm chủng thứ hai khi khả năng miễn dịch đã phát triển. Các nhà nghiên cứu hy vọng công cụ mới này sẽ cho phép những người nhận thức được nguy cơ nhiễm bệnh cao đưa ra quyết định sáng suốt hơn và cung cấp thông tin cho các quyết định về chính sách và lâm sàng về liều vaccine tăng cường và kháng thể đơn dòng. Các nhà khoa học đã sử dụng bộ dữ liệu quốc gia từ kinh nghiệm thực tế, tiêm chủng, xét nghiệm PCR cũng như những ca tử vong được xác định và dữ liệu nhập viện, bao gồm 2.031 trường hợp tử vong do COVID-19 và 1.929 trường hợp nhập viện liên quan đến COVID-19. Trong đó thì có 81 trường hợp tử vong và 71 trường hợp nhập viện xảy ra từ 14 ngày trở lên sau khi tiêm liệu vaccine thứ hai. Dựa trên điều này, thì các nhà nghiên cứu đã phát triển điểm số để tính toán nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 sau một hoặc hai liều tiêm chủng. Nghiên cứu đã không tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc tiếp xúc với COVID-19 chẳng hạn như là nghề nghiệp và số người ở chung nhà. Lượng đặt phòng nghỉ dự kiến sẽ tăng vọt sau khi các quy định về du lịch ở Vương quốc Anh được nới lỏng. Ông Alan French là giám đốc điều hành của công ty du lịch Thomas Cook cho biết, lượng đặt phòng trong nửa kỳ tháng 10 đã tăng 200% so với tháng 8 và ông dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng. Ông nói dựa trên các lượt đặt phòng của chúng tôi hôm nay, tôi tin rằng cuối tuần sẽ là ngày có lượng đặt phòng nhiều nhất trong năm khi mọi người tận dụng các ưu đãi tuyệt vời, khi các quy tắc mới dễ dàng hơn và hệ thống đơn giản hóa cho du lịch quốc tế. Vào thứ Sáu, thì Bộ trưởng Giao thông là ông Grant Sharp thông báo rằng hệ thống đèn giao thông được thiết lập để thay thế từ ngày 4 tháng 10 bằng một danh sách đỏ các quốc gia mà du khách đến Anh từ đó sẽ phải cách ly trong một khách sạn có sự giám sát của chính phủ. Những người đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần xét nghiệm trước khi khởi hành từ các nơi không nằm trong danh sách đỏ. Và từ cuối tháng 10, xét nghiệm PCR có thể sẽ được thay thế bằng xét nghiệm LFT có chi phí thấp hơn. Gần 1.400 người trên khắp châu Á và châu Âu đã bị bắt trong một chiến dịch do Interpol đứng đầu Nhằm vào cá cược bóng đá bất hợp pháp trong thời gian diễn ra giải đấu Euro 2020 được tổ chức vào đầu năm nay. Lực lượng cảnh sát Singapore, SPF tham gia vào chiến dịch này, cho biết trong một thông cáo báo chí vào hôm thứ bảy rằng những người bị bắt bị cáo buộc liên quan đến tổ chức cá độ bất hợp pháp với các vụ đặt cược trị giá khoảng 465 triệu đô la Mỹ, là một phần của chiến dịch Soga số 8 lực lượng cảnh sát Singapore đã tiến hành một loạt hoạt động cưỡng chế địa phương từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 dẫn đến việc bắt giữ 72 người. Hơn 800.000 đô la Singapore tiền mặt cũng như là máy tính, máy tính sách tài, điện thoại di động và các vật dụng khác đã bị thu giữ trong các hoạt động. Cảnh sát cho biết, chuỗi hoạt động do lực lượng cảnh sát Singapore phối hợp cùng với Interpol Tiến hành với quyết tâm tiêu diệt các tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp từ xa. Trợ lý cấp cao Ủy viên Cảnh sát Ho Quang Huy, giám đốc cục điều tra hình sự của lực lượng cảnh sát Singapore cho biết, lực lượng này sẽ tiếp tục làm việc với Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để có hành động thực thi cứng rắn chống lại những kẻ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp với thái độ coi thường luật pháp một cách trắng trợn. Bất kỳ ai bị kết tội tham gia đánh bạc từ xa bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với án tù 6 tháng, phạt tiền lên tới 5.000 đô la Singapore hoặc cả hai. Những người bị kết tội cung cấp dịch vụ cờ bạc từ xa bất hợp pháp cho người khác có thể bị bỏ tù đến 5 năm, bị phạt từ 20.000 đô la Singapore đến 200.000 đô la Singapore hoặc cả hai. Trong một thông cáo riêng thì Interpol cho biết, trong khi hầu hết chúng ta xem giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA như những người hâm mộ đơn thuần, thì hàng trăm sĩ quan chuyên trách trên 28 quốc gia đã nhắm vào các nhóm tội phạm có tổ chức tìm cách kiếm hàng triệu đô la Mỹ từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền liên quan. Cơ quan tội phạm toàn cầu nói thêm rằng các cảnh sát đã quan sát thấy hoạt động gia tăng trên các nền tảng trò chơi trực tuyến, diễn đàn và phương tiện truyền thông xã hội nơi các cá nhân sẽ cung cấp mẹo đánh bạc hoặc thậm chí là thanh toán cho những người sẵn sàng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để chuyển tiền quốc gia cao nhất thế giới đang trở nên ngày càng lùng hơn theo các nhà nghiên cứu hà lan Hà Lan từ lâu đã là quốc gia có chiều cao cao nhất thế giới, nhưng người dân ở đó đang trở nên ngày càng thấp hơn. Mặc dù chiều cao đã tăng lên trong 100 năm qua, nhưng nghiên cứu cho thấy những người đàn ông Hà Lan sinh năm 2001 thấp hơn 1 cm so với những người sinh năm 1980. Đối với phụ nữ, sự khác biệt rõ ràng hơn với mức chênh lệch 1,4 cm. Thế hệ 1980 có thể là những người cao nhất từ trước đến nay được hưởng lợi từ sự gia tăng chiều cao rất lớn. Đàn ông Hà Lan sinh năm 1980 có chiều cao trung bình là 183,9 cm, cao hơn 8,3 cm so với những người sinh năm 1930. Phụ nữ sinh năm 1980 cũng cao hơn đáng kể là 170,7 cm so với chiều cao 165,4 cm ở những người sinh năm 1930. Nghiên cứu của cơ quan thống kê Hà Lan, cơ quan y tế thành phố GGD và Viện Y tế Công cộng Quốc gia gọi tắt là RIVM đã phân tích 719.000 người sinh ra ở Hà Lan trong độ tuổi từ 19 đến 60 tự báo cáo về chiều cao của mình và sử dụng chiều cao trung bình ở tuổi 19 làm tiêu chuẩn. Theo các nhà nghiên cứu, lý do chiều cao giảm một phần là do liên quan tới mức nhập cư từ các nhóm dân cư thấp hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cũng đã giảm dần so với những cá nhân có cha mẹ đều sinh ra ở Hà Lan và đối với những người có bốn ông bà đều là người Hà Lan sinh ra. Đàn ông Hà Lan có tiền sử di cư trong gia đình cũng không có dấu hiệu tăng về chiều cao. Trong khi phụ nữ Hà Lan không có lịch sử di cư trong gia đình thì lại thấp hơn. Tuy nhiên, người Hà Lan đứng cao hơn đầu và vai so với phần còn lại của thế giới nhờ vào sự gia tăng chiều cao của họ trong 70 năm qua. Các đường phố ở Hà Lan cho thấy một bức tranh rất khác vào năm 2020 so với đầu những năm 1950 theo các nhà nghiên cứu trong khi khoảng 3% của thế giới từ năm 1930 tới 34 cao ít nhất 190 cm, vào năm 2020 hơn 20% cao ít nhất 190 cm. Với 7% trên 195 cm, vào những năm 1950, 42% nam thanh niên thấp hơn 175 cm, nhưng vào năm 2020 thì con số đó chỉ là 12% đối với cùng thế hệ phụ nữ ít hơn 2% trong nhóm 1930 đến 1934 đạt chiều cao 180 cm. Tuy nhiên, trong số những người sinh năm 1980, gần 10% cao từ 180 cm trở lên. Bức tranh không đồng nhất trên khắp Hà Lan với sự khác biệt lớn giữa miền Bắc và miền Nam của đất nước, những người đến từ Limburg là người thấp nhất trong khi người bản xứ Friesland cao hơn từ 3 đến 3,5 cm. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng người Hà Lan đã không mất danh hiệu là người cao nhất thế giới với những người sinh ra ở thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ vẫn khẳng định vị thế này. Họ ước tính thế hệ cuối những năm 1950 là những người đầu tiên đưa tuyên bố này trở nên nổi tiếng. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao người Hà Lan lại cao như vậy với các nghiên cứu cho thấy rằng điều đó có thể là do chọn lọc tự nhiên và những người cao hơn sinh nhiều con hơn di chuyển gen cao của họ phát hiện năm nay không phải là lần đầu tiên cho thấy tốc độ tăng trưởng đang giảm dần hoặc là chiều cao đang giảm với các nghiên cứu trước đây cho thấy điều đó có thể là do sự tập trung nhiều hơn vào chế độ ăn dựa trên thực vật và sự ổn định của các yếu tố môi trường thúc đẩy tăng trưởng Hoa Kỳ lên kế hoạch đưa người di cư Haiti trở lại sau khi hàng ngàn người tập trung tại biên giới Texas. Chính quyền Biden hôm thứ Bảy đang lên kế hoạch đưa nhiều người trong số hàng ngàn người nhập cư Haiti đang tập trung tại một thành phố biên giới, Texas, trở về quê hương của họ. Một phản ứng nhanh chóng trước làn sóng di cư đã vượt qua khỏi biên giới Mexico và tị nạn tập trung dưới chân cầu Texas một ngày trước đó. Theo Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, gọi tắt là DHS, trong một tuyên bố cho biết họ đã di chuyển khoảng 2.000 người di cư khỏi Del Rio đến các địa điểm khác vào thứ Sáu để giải quyết và di dời họ. DHS cho biết thêm, đến sáng thứ Hai, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ là CPP dự kiến sẽ có ít nhất 400 đặc vụ và sĩ quan có mặt tại khu vực Del Rio. Một quan chức Hoa Kỳ nói với hãng tin AP hôm thứ Sáu rằng tinh thần tự nguyện của người dân Haiti cũng như sức chứa khả thi sẽ là yếu tố quyết định số chuyến bay được điều động. Vị quan chức này cũng cho biết tiến trình đàm phán với các nhà chức trách Haiti đang được thực hiện. Một quan chức khác Dự kiến tối đa sẽ có hai chuyến bay mỗi ngày và cho biết tất cả những người di cư đều sẽ được xét nghiệm COVID-19 cơ quan CPP cho biết họ đang đóng cửa biên giới Del Rio với Ciudad Acuña, Mexico, nhằm có những phản ứng kịp thời trước các nhu cầu khẩn cấp về mặt an ninh và trật tự cần thiết. Hôm thứ Sáu vừa qua, một dòng người di cư, trong đó chiếm phần lớn là người dân Haiti, đã lội qua con sông Rio Grande để di chuyển qua lại giữa Hoa Kỳ và Mexico. Không thể mua nguồn cung cấp ở Hoa Kỳ, họ quay trở lại Mexico để mua thực phẩm và bia cứng để tị nạn dưới chân cầu vượt ở thành phố Del Rio thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Một đám đông nhỏ thuộc những người ủng hộ Tổng thống Trump trước đây tới biểu tình trước Điện Capitol trong khi có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát. Trong bóng tối của Điện Capitol kiên cố, vài trăm người biểu tình đã đến hôm thứ Bảy để tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ cho những người đã bị giam giữ trong cuộc bạo động hồi tháng Giêng. Nhưng số lượng người đông hơn nhiều là giới truyền thông và số lượng hiện diện của cảnh sát. Hàng trăm sĩ quan cảnh sát Capitol Hoa Kỳ được đưa đến Washington trong nỗ lực tránh lặp lại cuộc tấn công trước lễ nhậm chức hàng rào xung quanh điện capital đã được dựng lại lực lượng cảnh sát thành phố đã được kích hoạt hoàn toàn và cảnh sát capital yêu cầu sự hỗ trợ từ vệ binh quốc gia cảnh sát cho biết có một vài cuộc ẩu đả khi cuộc biểu tình bắt đầu và một người đã bị bắt vì mang theo dao nhưng không có sự cố lớn nào được báo cáo tuy nhiên các quan chức thực thi pháp luật vẫn canh cánh vì lo ngại về khả năng bạo lực xảy ra giữa những người biểu tình và những người phản đối Cảnh sát chuẩn bị cho khả năng một số người biểu tình có thể đến đây và mang theo vũ khí bởi vì ba lô được phép vào khu vực và không có trạm kiểm soát. Bên trong điện Capitol, lá trắng chống bạo động của cảnh sát được đặt gần cửa ra vào và cửa sổ. Một sự khác biệt rõ ràng so với tháng Giêng, khi sĩ quan bên trong không có thiết bị chống bạo động và nhanh chóng bị áp đảo khi đám đông xông vào bên trong. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi cựu nhân viên chiến dịch của cựu tổng thống Donald Trump, ông Mark Bennett, nhằm hỗ trợ cho những người bị giam giữ sau cuộc. Nổi loạn ngày 6 tháng Giêng, có khoảng 63 người đang bị giam giữ sau song sách và có hơn 600 người đã bị bắt và chưa được xét xử từ tháng Giêng đến nay. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chấp thuận yêu cầu khoảng 100 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia DC đóng quân tại một kho vũ khí của thành phố gần điện Capitol sẽ được gọi nếu cần để dự phòng. Họ sẽ không có súng nhưng sẽ trang bị dùi cui và áo bảo hộ để tự vệ. Quốc hội đang vắng mặt và không có nhà lập pháp nào dự kiến có mặt tại đây vào ngày thứ Bảy. Biden đang ở Delaware vào cuối tuần. Đặc phái viên của Pháp tại Canberra cho biết Australia, nước Úc đã phạm một sai lầm ngoại giao rất lớn khi từ bỏ đơn đặt hàng trị giá hàng tỷ đô la đối với tàu ngầm của Pháp để chuyển sang một thỏa thuận thay thế với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Trước đó vào hôm thứ Năm, Canberra đã tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận năm 2016 với tập đoàn hải quân của Pháp để xây dựng một hạm đội tàu ngầm thông thường. Thay vào đó thì Úc sẽ đóng ít nhất 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dựa trên công nghệ của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, sau khi cả ba quốc gia này đã đạt được quan hệ đối tác an ninh có tên gọi là AUKUS. Đây là một sai lầm lớn và là một cách xử lý cực kỳ tồi tệ trong quan hệ đối tác, bởi đây không chỉ là một hợp đồng, mà còn là quá trình hợp tác dựa trên sự chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đại sứ Pháp Jean-Pierre Thurbo nói với các phóng viên ở Canberra trước khi trở lại Paris. Ông Thurbo cũng chia sẻ rằng ông cảm thấy rất buồn khi phải rời Úc nhưng nói thêm rằng cần phải đánh giá lại các mối quan hệ song phương. Úc cho biết quốc gia này lấy làm tiếc về việc Pháp quyết định triệu hồi đại sứ của mình tại Canberra. Đồng thời, Úc còn cho rằng quốc gia này coi trọng mối quan hệ với Pháp và sẽ tiếp tục hợp tác với Paris về các vấn đề khác xung đột giữa Paris và Canberra đánh dấu mức thấp nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia này kể từ năm 1995 khi Úc đã phản đối quyết định của Pháp sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân ở Nam Thái Bình Dương và triệu hồi đại sứ của nước này để tham vấn. Hôn phu của người phụ nữ đã mất tích là Kapi Patito hiện cũng đã biến mất. Theo cảnh sát thì gia đình của một người đàn ông Florida mà trở về nhà một mình sau một chuyến đi xuyên quốc gia cùng người hôn phu là Gabby Petito cho biết anh ta hiện cũng đã mất tích. Các nhà chức trách ở một số bang đang tìm kiếm Gabby Petito, 22 tuổi, sau khi người bạn đời của cô là Brian Laundry, 23 tuổi, trở về Florida một mình vào ngày 1 tháng 9. Brian Laundry, người được cho là người được quan tâm trong vụ người phụ nữ mất tích này, đã từ chối nói chuyện với cảnh sát hoặc giới truyền thông ngoại trừ thông qua các tuyên bố từ luật sư của anh ta hôm thứ sáu thì cảnh sát northport đã đến nhà brian laundry để nói chuyện với gia đình trong một tuyên bố sau chuyến thăm của họ cảnh sát cho biết gia đình đã tuyên bố rằng họ cũng đã không nhìn thấy brian kể từ thứ ba trong 6 ngày, Sở Cảnh sát Northport và FBI đã cầu xin gia đình liên hệ với các nhà điều tra liên quan đến sự mất tích của Gabby Petito là vị hôn phu của Brian. Thứ sáu là lần đầu tiên họ nói chuyện chi tiết với các nhà điều tra. Các quan chức nhấn mạnh rằng Laundry không phải là nghi phạm trong vụ mất tích của Petito, chỉ là một người được quan tâm. Không có cáo buộc nào được đưa ra hiện nay. Người phát ngôn cảnh sát Josh Taylor nói với CNN vào tối thứ sáu rằng tiết lộ về sự biến mất của laundry là một bước ngoặt khác trong câu chuyện này luật sư stephen bertolino của gia đình laundry cho biết trong một tuyên bố với abc và các kênh truyền thông khác vào tối thứ sáu rằng nơi ở của brian laundry hiện vẫn chưa được xác định và fbi đang di dời tài sản khỏi ngôi nhà của gia đình để giúp họ tìm kiếm anh ta hiện tại fbi đang tìm kiếm cả gabby và brian luật sư cho biết Ban đầu thì Laudry và Petito cùng nhau đi trên một chiếc xe van trong chuyến tham quan đến các công viên quốc gia kéo dài vào mùa hè. Trong một hành trình mà cô ấy muốn ghi lại trên blog của mình là Nomadic Static, cặp đôi cũng đã ghi lại chuyến đi của họ trên mạng xã hội. Gia đình của Petito cho biết họ đã trở nên lo lắng về con gái của mình vào cuối tháng 8 khi cô ta ngừng xuất hiện trong các cuộc gọi FaceTime 3 lần một tuần với mẹ. Cuộc gọi cuối cùng của họ là vào ngày 23 hoặc 24 tháng 8. Các nhà chức trách cho biết lần cuối mà họ nhìn thấy cặp đôi này cùng nhau trong video là ở thành phố Salt Lake, nơi cảnh quay cho thấy họ trả phòng khách sạn vào ngày 24 tháng 8. Cảnh sát nói rằng lúc đó họ đang hướng đến công viên quốc gia Grand Teton ở Wyoming. Brian Laundry đã xuất hiện với chiếc xe van tại nhà chung của họ ở Florida vào ngày 1 tháng 9 nhưng Petito không có trong xe và Laundry đã không nói chuyện công khai kể từ đó. Gia đình của cô Patito cũng đã báo cáo cô mất tích vào ngày 11 tháng 9 và đã cầu xin Brian Laundry và gia đình anh ấy nói chuyện với cảnh sát và cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp xác định vị trí của Petito. Cảnh sát ở Moab, Utah đã phát hành video bodycam vào hôm thứ năm cho thấy các cảnh sát đã phản ứng với cô Patito lúc đó đang rất xúc động ở bên đường. Sau cuộc cãi vã với Laundry vài ngày trước khi cô ấy được nghe tin lần cuối. Mẹ của Patito cho biết lần cuối bà nghe được tin nhắn từ con gái mình là vào ngày 30 tháng 8. Nhưng bà không tin rằng con gái mình đã viết tin nhắn đó. Ông Laundry sẽ tiếp tục giữ im lặng theo lời khuyên của luật sư. Luật sư của Brian Laundry cho biết, Cảnh sát đã tịch thu chiếc xe van của cặp đôi Patito được miêu tả là một phụ nữ da trắng, tóc vàng, mắt xanh với một số hình xăm, cô cao 5 feet 5 inch và nặng khoảng 110 pound. Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu trái mãng cầu Đài Loan để phòng bệnh. Theo Reuters thì Trung Quốc sẽ tạm ngừng nhập khẩu trái mãng cầu từ Đài Loan để ngăn chặn dịch bệnh có trên trái cây xâm nhập vào nước này, theo văn phòng hải quan nước này cho biết vào hôm chủ nhật. Tổng cục Hải quan Trung Quốc tuyên bố trên trang web của mình là cơ quan đã nhiều lần phát hiện thấy loại cây hại có tên là Planococcus nhỏ trong mảng cầu Sugar Apples còn được biết đến với tên gọi là Sweet Soft từ Đài Loan. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chi nhánh Quảng Đông và tất cả các văn phòng liên kết trực tiếp ngừng thông quan các sản phẩm đó kể từ ngày 20 tháng 9. Trung Quốc cũng đã cấm nhập khẩu trái khóm từ Đài Loan vào tháng 2 với lý do là sinh vật có hại có thể đi kèm với trái cây. Mặc dù Đài Loan đã nói rằng không có bất kỳ vấn đề gì với trái khóm và cáo buộc Bắc Kinh chơi trò chính trị. Việt Nam phê duyệt vaccine Abdala của Cuba Việt Nam đã phê duyệt vaccine Abdala của Cuba để sử dụng chống lại coronavirus khi quốc gia Đông Nam Á này đang chống chọi với đợt bùng phát tồi tệ nhất. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Nguyễn Xuân Phúc rời Hà Nội để thăm chính thức Havana. Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine Abdala dựa trên nhu cầu cấp thiết của đất nước đối với cuộc chiến chống COVID-19. Chính phủ Việt Nam cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy vừa qua. Tháng trước, thì Bộ Y tế cũng cho biết Cuba sẽ cung cấp số lượng lớn vaccine Abdala cho Việt Nam và chuyển giao công nghệ sản xuất vào cuối năm nay. Như vậy thì vaccine Abdala của Cuba sẽ trở thành loại vaccine COVID-19 thứ 8 được chấp thuận sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh vaccine AstraZeneca của Vương quốc Anh, Johnson Johnson, Moderna và Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ, Sputnik V của Liên bang Nga, Sinopharm của Trung Quốc và Hayat Vax từ UAE. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, với chỉ 6,3% trong số 98 triệu người dân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng ngừa COVID-19. Cho đến nay, thì Việt Nam đã ghi nhận 667.650 trường hợp nhiễm coronavirus và 16.637 trường hợp tử vong, chủ yếu là do sự lây lan của biến thể Delta kể từ cuối tháng 4 vừa qua. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 18 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ vừa qua ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh, 9.360 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 4.827 ca trong cộng đồng. Chủ yếu tại Sài Gòn 4.237 ca, Bình Dương 2.877 ca, Đồng Nai 939 ca, Long An 236 ca, Tiền Giang 197 ca, Kiên Giang 168 ca và An Giang 143 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 677.023 ca nhiễm, đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân Việt Nam đứng thứ 156 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người có 6.881 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 14.903 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 448.368 ca. Số bệnh nhân nặng hiện đang được điều trị là 5.447 ca. Trong ngày 18 tháng 9 cũng ghi nhận có 220 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17 tháng 9 có 452.817 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 33.555.359 liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 27,2 triệu liều và tiêm mũi 2 là hơn 6,3 triệu liều. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí, mời quý vị tiếp tục theo dõi với biên tập viên Sammy Hoàng và Nhân Nguyễn. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Giải trí cuối tuần Trong chương trình tuần này Trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí xuất hiện tại liên hoan phim quốc tế Toronto 2021 Vợ chồng công tước Harry được vinh danh trong top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất của thế giới tạp chí Time Hailey Bieber phủ nhận thông tin cô bị Justin Bieber ngược đãi. Netflix bị kiện 5 triệu đô la vì phân biệt giới tính bởi một chi tiết trong loạt phim The Queen Gambit Mặc dù được nhiều khán giả Trung Quốc yêu thích, Sanji vẫn có thể bị cấm chiếu trong nước. Và chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị cùng theo dõi bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2021. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto 2021, nữ diễn viên Rebecca Ferguson nổi tiếng với loạt vai diễn trong các bộ phim thành công trước đó như Mission Impossible, The Greatest Showman đã xuất hiện trên thảm đỏ với trang phục đến từ nhà thiết kế Nguyễn Công Trí của Việt Nam. Được biết, chiếc đầm lụa màu đen với điểm nhấn là phần khách ao ở hông này là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu đông năm 2021 của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Theo nhà thiết kế người Việt tiết lộ, anh cùng ekip của mình đã hoàn thành bộ trang phục cho nữ diễn viên Rebecca Ferguson trong hơn 200 giờ để cô có thể diễn thiết kế này trong buổi ra mắt tác phẩm điện ảnh với tựa đề Dune. Ngoài sự góp mặt của Rebecca Ferguson, bộ phim Dune còn có sự tham gia của các tài năng trẻ Hollywood như nam diễn viên Timonte Salame và bạn gái của người nhện Tom Holland, nữ diễn viên Zendaya. Nguyễn Công Trí sinh năm 1978 và là tên tuổi hàng đầu của ngành thiết kế thời trang tại Việt Nam. Anh không chỉ được biết đến với tư cách là một nhà thiết kế mà còn là cố vấn thời trang của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Tại đấu trường thời trang quốc tế, các thiết kế của anh liên tục được xuất hiện tại hàng loạt các lễ trao giải, sự kiện đình đám trên các tạp chí thời trang hay các sản phẩm âm nhạc. Tính đến nay đã có trên dưới 100 nữ nghệ sĩ nước ngoài diện các thiết kế của nhà thiết kế công trí. Trong đó đáng chú ý đến loạt các tên tuổi nổi tiếng như nữ ca sĩ Jennifer Lopez, Beyoncé hay cả cựu đệ nhất phu nhân Mỹ bà Michelle Obama cũng đã từng xuất hiện trong bộ suit do Nguyễn Công Trí thiết kế. Việc nữ diễn viên Rebecca Ferguson xuất hiện tại liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2021 trong thiết kế mang thương hiệu công trí chính là niềm vinh dự của nhà thiết kế người Việt này khi tên tuổi của anh ngày càng được khẳng định mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Liên hoan phim quốc tế Toronto, gọi tắt là TIFF, là một trong những liên hoan phim công khai lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ, diễn ra vào tháng 9 hàng năm tại Toronto, Ontario, Canada. Kể từ khi được thành lập vào năm 1976, TIFF hiện là một trong những sự kiện điện ảnh lớn trên thế giới khi thu hút hàng trăm ngàn người tham dự. Trong năm nay, TIFF được diễn ra trong khoảng từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021. Vợ chồng công thức Harry được vinh danh trong top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, tạp chí Time đã công bố 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới theo 6 hạng mục bao gồm Nhân vật mang tính chất biểu tượng, nhà lãnh đạo, người tiên phong, người khổng lồ, nghệ sĩ và nhà sáng tạo Theo đó, vợ chồng công tước xứ Success là Harry và Meghan đã xuất hiện trong danh sách này và là cặp đôi được bình chọn đầu nhóm nhân vật mang tính chất biểu tượng Theo Jose Andres, nhà điều hành tổ chức từ thiện World Central Kitchen cho rằng vợ chồng công thức Harry và Meghan Markle là những nhân vật có lòng chắc ẩn và mang lại tiếng nói cho những kẻ yếu trong xã hội qua các phương tiện truyền thông. Tổng biên tập tạp chí Time, ông Edward Felsenthal cho biết, top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm nay là những nhà lãnh đạo phi thường trên khắp thế giới đang nỗ lực xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn. Đồng thời, còn là những người đang trong một năm khủng hoảng đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Bên cạnh Harry và Megan Markle đứng đầu top nhân vật mang tính biểu tượng, những gương mặt nổi bật nhất thuộc các hạng mục tiếp theo bao gồm Tổng thống Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Ngozi okonjo iweala nữ ca sĩ Billie Eilish, vận động viên thể dục dụng cụ Simon Bile, nữ diễn viên Titanic Kate Winslet và doanh nhân Jensen Huang, CEO của tập đoàn NVDA. Hailey Bieber phủ nhận thông tin cô bị Justin Bieber ngược đãi. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình podcast có tựa đề 40 with Demi Lovato, người mẫu Haley Bieber đã lên tiếng bảo vệ chồng của mình, nam ca sĩ Justin Bieber, trước những tin đồn xung quanh về việc cô bị chồng mình ngược đãi. Theo đó, Hailey Bieber thừa nhận rằng cô có biết đến những suy đoán cho rằng Justin Bieber không phải là một người chồng tốt và cô ấy muốn mọi người biết rằng đó là một tin đồn trái ngược hoàn toàn so với thực tế. Có rất nhiều lời đồn xung quanh về mối quan hệ giữa chúng tôi rằng Justin là người chồng tồi tệ và thường xuyên ngược đãi tôi, điều đó là không đúng và hoàn toàn trái ngược với sự thật, Hailey Bieber chia sẻ. Đồng thời, nữ người mẫu trẻ còn cho biết, mặc dù bản thân cô cảm thấy may mắn khi được ở bên một người cực kỳ tôn trọng và người đã khiến cô cảm thấy đặc biệt mỗi ngày, song Haley vẫn thừa nhận rằng phải vật lộn với cảm giác bị gò bó và không còn được là chính mình. Đã có lúc tôi cảm thấy mình đã đánh mất điều gì đó trong mối quan hệ của chúng tôi, nhất là ở giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, cô giải thích và nói thêm rằng kể từ cuộc khủng hoảng trong hôn nhân đó, cặp đôi đã tìm kiếm lời khuyên và hướng giải quyết từ các cặp đôi khác. Cuộc hôn nhân của cặp đôi được cho là vẫn đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Mới đây họ vừa kỷ niệm 3 năm ngày cưới của mình khi sánh đôi cùng nhau trên thảm đỏ Met Gala 2021. Hailey Baldwin Bieber sinh năm 1996, là người mẫu và ngôi sao truyền hình người Mỹ. Cô còn được nhiều người biết đến với tư cách là vợ của nam ca sĩ người Canada Justin Bieber. Cặp đôi quen biết nhau lần đầu vào năm 2009 khi Justin Bieber đang là tài năng trẻ vô cùng nổi tiếng, trong khi Hailey là người hâm mộ của anh. Sau nhiều cuộc tình tốn không ít giấy mực của báo chí, vào tháng 7 năm 2018, Justin Bieber đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chính thức cầu hôn Hailey và chỉ hai tháng sau đó, cặp đôi đã quyết định tiến đới hôn nhân bằng một lễ cưới tại South Carolina. Netflix bị kiện 5 triệu đô la vì phân biệt giới tính bởi một chi tiết trong loạt phim The Queen Gambit. Theo đó, nữ đại kiện tướng cờ vua đầu tiên của Nga và thế giới là Nona đã kiện Netflix vì câu thoại gây ảnh hưởng đến danh dự của bà. Cụ thể, trong một phân cảnh của The Queen Gambit, có xuất hiện một lời thoại. Nona Gabrindasili, cô ấy là nhà vô địch thế giới và chưa bao giờ đối đầu với nam giới. Mặc dù đây là loạt phim hư cấu của Netflix, nhưng trên thực tế lại có một nhà nữ vô địch cờ vua tiên phong tên là Nona Gaprindasili. Người phụ nữ đầu tiên được phong là đại kiện tướng của liên đoàn cờ vua quốc tế. Theo đó, bà Gaprindasili đã đau đớn cho biết rằng chương trình truyền hình của Netflix đã xóa bỏ nhiều thành công của bà trước các đối thủ nam. Đặc biệt là vào năm 1968, thời điểm mà tập phim của Netflix đề cập bà Gabrin Dasili đã thi đấu ít nhất với 59 kỳ thủ cờ vua nam, trong đó có trận bà một mình đấu với 28 người cùng lúc vào thời điểm đó. Vì vậy, bà Gabrin Dasili đã đề đơn kiện Netflix tại tòa án luận liên bang của Los Angeles và yêu cầu bồi thường hàng triệu đô la. Cáo buộc rằng Gabrin Dasili chưa bao giờ đối mặt với đàn ông, rõ ràng là sai, cũng như coi thường phân biệt giới tính một cách thô thiển. Đơn kiện dài 25 trang của bà Gaffrina Silly cho biết, đồng thời đơn kiện còn tuyên bố câu thoại chưa bao giờ đối mặt với đàn ông đã gây ra tổn hại nghề nghiệp cho bà Gaffrina Silly, người vẫn tiếp tục thi đấu trong các giải cờ vua cấp cao. Và lưu ý rằng The Queen Gambit là loạt phim được xem phổ biến bởi hơn 62 triệu hộ gia đình trong tháng đầu tiên sau khi phát hành. Phía Netflix cho rằng đơn vị này rất tôn trọng bà Gaffrina Silly, nhưng họ tin rằng tuyên bố của bà là vô ích. Netflix dành sự tôn trọng tối đa cho bà Gafrin và sự nghiệp lừng lẫy của bà. Nhưng chúng tôi tin rằng tuyên bố này không có giá trị và mạnh mẽ bảo vệ vụ việc, theo phát ngôn viên của đơn vị cho biết trong một tuyên bố. Mặc dù được nhiều khán giả Trung Quốc yêu thích, Shang-Chi vẫn có thể bị cấm chiếu trong nước. Theo tờ Variety, Bộ phim về siêu anh hùng châu Á đầu tiên của hãng Marvel với tựa đề Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings có thể sẽ bị cấm chiếu tại Trung Quốc khi một bộ phận trong cộng đồng mạng xã hội tại quốc gia này lên án ngôi sao phim Shang-Chi là nam diễn viên người Canada gốc hoa Lưu Tư Mộ đã có những phát ngôn được cho là xúc phạm đến Trung Quốc trong quá khứ. Việc không có bản phát hành bộ phim Shang-Chi tại Trung Quốc sẽ là một sự đáng tiếc dành cho Disney, khi hãng đã rất mong đợi nhận được sự chào đón tích cực từ thị trường tiềm năng này. Thậm chí, Shang-Chi còn được cho là tác phẩm mà Disney bày tỏ sự tôn vinh các khía cạnh của nền văn hóa phong phú tại quốc gia tỷ dân. Điều đáng nói ở đây là hầu hết các khán giả Trung Quốc đã thực sự tìm cách để được xem bộ phim này tại nước ngoài. Trong các bài phản ánh trực tuyến sau buổi chiếu phim, một số khán giả còn cho rằng bộ phim hay đến không ngờ, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là cách đối xử tôn trọng nhất của một nền sản xuất phương Tây dành cho văn hóa Trung Quốc mà họ được nhìn thấy trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, nhiều khán giả Trung Quốc còn bày tỏ sự cảm kích của họ trước những lời thoại tiếng Trung trong bộ phim. Shang Chi có yếu tố Trung Quốc tuyệt vời hơn nhiều so với Mulan, một khán giả bình luận Mặc dù có chất giọng Trung Quốc của các ngôi sao người Mỹ gốc Hoa và Hồng Kông có đôi chút khó nghe, nhưng họ đã thể hiện một cách chân thành. Shang-Chi cho đến nay đã thu về 146 triệu USD ở Bắc Mỹ và có khả năng sẽ trở thành phim đầu tiên vượt mốc 200 triệu USD được công chiếu trong khu vực giữa bối cảnh đại dịch coronavirus đang hoàn hành. và chuyên mục điểm phim của tuần này mời quý vị cùng theo dõi bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind tạm dịch Ánh Dương Vĩnh Cửu của Tâm Hồn Thuần Khiết là một bộ phim tình cảm lãng mạn mượn yếu tố khoa học viễn tưởng để làm chất xúc tác cho hành trình tìm lại tình yêu từ những mảnh ghép ký ức Bộ phim được sản xuất vào năm 2004 do Michael Gondry là đạo diễn và Charlie Kaufman viết kịch bản với dàn diễn viên chính bao gồm Jimmy Carey, Kate Winslet, Kirsten Dunst và Mark Ruffalo. Bộ phim Internal Sunshine of the Spotless Mind nói về câu chuyện tình của cặp đôi Joe Barris do Jimmy thủ vai và Clementine Kersinski do Kate Winslet đảm nhận. Vốn là một người e dè, trầm tính và ngại giao tiếp, Joe Barris nhanh chóng bị thu hút bởi Clementine Kersinski, một cô gái sôi nổi, bốc đồng và đặc biệt thường xuyên thay đổi màu tóc của mình tựa như cặp 500 trái dấu, họ nhanh chóng thu hút lẫn nhau và trở thành một cặp. Tuy nhiên, cũng chính vì những điểm khác biệt, mối quan hệ của Joe và Clementine cũng biến thành những cuộc cãi vã và đi đến kết thúc. Đỉnh điểm của cuộc chia tay là việc Clementine bỏ rơi Joe chỉ vài ngày trước lễ tình nhân vì anh lỡ buộc miệng xúc phạm cô. Hậu chia tay nhưng vẫn còn vương vấn với người bạn gái cũ. Joe quyết định nhận lỗi với Clementine nhưng rồi anh lại vỡ lẽ trong đau đớn khi biết rằng Clementine đã tìm đến dịch vụ xóa ký ức của công ty Lacuna để quên đi mọi chuyện giữa cô và anh. Điều này có nghĩa là Clementine sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới mà không hề có bất cứ kỷ niệm nào về việc Joe là ai. Đau đớn và tức giận dưới sự tuyệt tình của Clementine, phần cũng vì muốn trả thù người tình cũ, Joe quyết định đến phiên mình sẽ là người xóa sạch ký ức về Clementine. Nhưng liệu rồi những ký ức dù đẹp đẽ hay đau đớn về chuyện tình đã qua có thực sự dễ dàng xóa sạch đến như vậy? Eternal Sunshine of Spotlight Mind mặc dù là một bộ phim khai thác về những thăng trầm hiển nhiên phải có trong một mối quan hệ tình cảm nhưng cách tiếp cận nội dung lại vô cùng sáng tạo đến như thế. Kỳ lạ thay khi công nghệ tối tân can thiệp vào khối óc của con người mà có thể tiêu hủy toàn bộ mọi điều mà ta mong muốn. Và vì vậy, liệu ta có thể rũ bỏ tất cả các khổ đau và sống trong hân hoan? tương tự như câu nói của vị triết gia Nietzsche được đề cập đến trong bộ phim rằng Phước phần thay những kẻ lãng quên, khi sống sướng vui dẫu có lỗi lầm. Với kịch bản đầy sáng tạo, được công chúng đón nhận và được giới phê bình đánh giá cao, bộ phim Internal Sunshine of the Spotlight Mind đã giúp cho biên kịch người Mỹ Charlie Kaufman mang về cho mình giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất. Để có thể tôn vinh kịch bản xuất sắc giúp cho để có thể tôn vinh kịch bản xuất sắc đã giúp cho Internal Sunshine. Một phần là nhờ vào dàn diễn viên thực lực góp mặt trong bộ phim này. Hay nói cách khác, chính kịch bản đã tôn vinh tài năng diễn xuất của họ. Mặc dù được mệnh danh là ông hoàng phim hài, những năm 90 của Hollywood, tài tử Jimmy Carey vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi hóa thân thành công nhân vật Joe Barris với tính cách trầm lặng, mang trong mình những đau khổ và dây dứt về cuộc tình vừa tan vỡ. Sánh vai cùng Jimmy Carey, trong vai cô bạn gái Clementine là nữ diễn viên Kate Winslet, nàng Rose trong truyện tình Titanic đình đám. Mặc dù chỉ nhận về đề cử giải Oscar cho nữ chính xuất sắc nhất, nhưng ở tuổi 29, Kate Winslet đã trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng nhận về 4 đề cử giải Oscar khi ấy. Một thế giới siêu thực nhưng không quá khó hiểu, một câu chuyện tình yêu quá đổi những biến động đời thường nhưng vẫn khiến người xem có thể bắt gặp hình ảnh của mình đâu đó qua từng thước phim trong Internal Sunshine of the Spotlight Mile. Quý vị có thể thưởng thức tác phẩm điện ảnh đầy chất thơ và lãng mạn này tại cửa hàng iTunes. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 18 tháng 9 năm 2021 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.119 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô la Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến ngày 22 tháng 9 năm 2021 như sau. 1 đô la Canada bằng 18.206,66 đồng Việt Nam trong khi đó thì theo bang cấp Canada vào cuối ngày giao dịch của ngày 17 tháng 9 một đô la Canada bằng 0,7861 đô la Mỹ và bằng 0,6695 đồng euro giá dầu thô WTI là 71,97 đô la Mỹ một thùng giá dầu thô Brent là 75,34 đô la Mỹ một thùng giá vàng là 1.754,86 đô la Mỹ một ounce và bây giờ nhóm biên tập xin được gửi đến quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống là câu chuyện cây giữ phiền muộn với dòng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn nút like và chia sẻ phản hồi cũng như giúp share, chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn một Chủ nhật an lành và một tuần mới an lành nhiều may mắn. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Câu chuyện cuối tuần Cây giữ phiền muộn Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả. Nhưng anh đến làm việc trễ hơn 2 giờ vì bị bể bánh xe, xe bị mất điện, chiếc xe tải của anh ta không thể nào khởi động được. Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng vì chưa hoàn tất công việc như dự định. Tôi lái xe mời anh về nhà mình ăn tối trên đường về tôi ngỏ ý muốn ghé thăm gia đình anh ấy khi chúng tôi đến cửa anh chợt dừng lại ở một cây nhỏ cạnh cửa đưa tay chạm nhẹ vào những nhánh cây khi cửa mở anh thay đổi thái độ của mình thật ngạc nhiên khuôn mặt anh giãn ra với nụ cười tươi tắn nụ cười đầu tiên trong ngày anh ôm hai đứa trẻ vào lòng và ân cần hỏi thăm mẹ và vợ của mình sau đó anh ta đi với tôi ra xe chúng tôi đi ngang qua cây nhỏ khi nãy và tính tò mò của tôi nổi lên tôi hỏi anh ta về những gì tôi vừa mới thấy lúc nãy anh ta giải thích ô đó là cây trúc phiền muộn của tôi tôi biết tôi không thể tránh được những lo toan rắc rối trong công việc nhưng tôi chắc một điều là những rắc rối đó không thuộc về ngôi nhà nhỏ của tôi chính vì vậy tôi đã treo nó lên cây vào mỗi buổi tối khi tôi về đến nhà rồi mỗi buổi sáng tôi sẽ mang chúng theo thật là một điều buồn cười khi tôi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng và đem chúng theo hầu như những điều phiền muộn ấy không còn nhiều như đêm hôm trước nữa Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca, gạch chéo, bút vaccine. Hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.